Chào mừng quý vị bác sĩ đến với hội thảo khoa học cập nhật kiến thức kỹ năng về việc chẩn đoán, theo dõi, điều trị bệnh viêm gan CV BC và gan nhiễm mỡ. Chuỗi hội thảo khoa học này được tổ chức bởi Bệnh viện Lê Văn Thịnh kết hợp cùng Tổ chức Liên minh Phòng chống viêm gan CV vì Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu chuyên sâu về gan trực thuộc Đại học Johns Hopkins. Chuỗi hội thảo sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, đó là 16, 19, 23, 26 và 30 tháng 9 năm 2024. Hình thức tham gia là trực tuyến trên nền tảng Zoom, thời gian bắt đầu từ 19 giờ đến 21 giờ 30. Chị Nguyễn Hoàng Thu Trang là trưởng đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Bệnh viện Lê Văn Thịnh và rất vui được gặp quý vị trong cái buổi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Chuỗi hội thảo của chúng ta gồm có 5 buổi và được tổ chức vào các tối thứ hai và thứ năm từ 7 giờ cho đến 9 giờ 30, cùng nhau trao đổi các chủ đề liên quan đến chẩn đoán, điều trị và theo dõi viêm gan siêu vi B, siêu vi C và cũng như các vấn đề liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ. Và hy vọng chương trình này cũng mang đến nhiều cái kiến thức hữu ích và cập nhật đến quý đồng việc, đến quý đồng nghiệp. Trước khi bắt đầu chương trình thì cho phép tôi giới thiệu với quý đồng nghiệp sự tham dự của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, là giám đốc của Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Chúng tôi cũng vô cùng vinh dự và trân quý chào đón cô thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thúy Hà, nguyên là giảng viên chính bộ môn nhiễm trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cô cũng là người thầy tận tụy của biết bao thế hệ sinh viên y khoa và một chuyên gia hàng đầu trong các bệnh về gan, đặc biệt là viêm gan do virus. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại học Y khoa Johns Hopkins và Liên minh Viêm gan siêu vi Việt Nam VVSA đã tài trợ và đồng hành cùng chương trình. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những kiến thức mới nhất và đẩy lùi bệnh viêm gan do virus và hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Ngay sau đây thì xin trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh có đôi lời chia sẻ cùng với quý đồng nghiệp. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa chị Hà, chị Linh và tất cả các anh chị tham gia cái chương trình 5 buổi tập huấn về nhận thức cũng như là những cái kiến thức liên quan đến viêm gan siêu vi B, C, phòng ngừa và hướng tới là sẽ loại bỏ cái viêm gan siêu vi B mà theo cái chương trình chúng ta dự kiến cũng như là cái chẩn đoán sớm và phát hiện các bệnh lý viêm gan siêu vi B, siêu vi C hướng đến điều trị. Thì cũng thay mặt cho ban giám đốc của bệnh viện rất là cảm ơn các anh các chị và quý thầy cô đã ủng hộ cho bệnh viện để cho được tham gia cái chương trình nghiên cứu này, đồng thời cũng tạo điều kiện các cái lớp tập huấn mang cái kiến thức bổ ích. Mong rằng qua các cái năm buổi này, mặc dù thời gian không nhiều nhưng mà cũng hy vọng rằng các kiến thức tối thiểu thì qua cái chương trình y khoa chúng ta đã học rồi. Về các cái bệnh lý là đã học rồi, trong đó thì cũng có học các cái bệnh lý liên quan tới cái bệnh lý truyền nhiễm. Qua cái tập huấn cập nhật này thì cũng mong rằng là tất cả chúng ta cập nhật hơn nữa để giúp cho cái việc là nghiên cứu, đồng thời sau này là có thể hướng tới cái việc giúp cho cái Việt Nam có cái mạng lưới để phòng ngừa cũng như là cái điều trị các bệnh lý liên quan tới viêm gan BC nó hiệu quả nhất. Thay mặt cho bệnh viện lần nữa xin cảm ơn, chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc và chúc cho cái đợt tập huấn 5 ngày này chúng ta thật sự thành công, thực sự hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Khanh với những lời chia sẻ chân thành thiết thực, và mong rằng chương trình của chúng ta cũng luôn bền vững và lan rộng đến nhiều tỉnh thành khác nữa. Và không để quý đồng nghiệp đợi lâu thêm, tôi xin trân trọng kính mời cô Vũ Thị Thúy Hà sẽ bắt đầu cái chương trình, cái buổi dạy đầu tiên của mình. Xin trân trọng kính mời cô. Dạ, xin kính chào tất cả quý đồng nghiệp. Lời đầu tiên thì là xin chân thành cảm ơn mà lãnh đạo và mà Trang, thạc sĩ dược sĩ Trang của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đồng thời là một cái vai trò vô cùng quan trọng của cử nhân lọc của bên VVSA. Nhờ những cái sự đóng góp của quý vị mà mình có được một cái cơ hội là lại tiếp tục được trao đổi với quý đồng nghiệp về những cái vấn đề tâm huyết viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C.
Mình thật sự rất là cảm kích và trân trọng sự quan tâm của đông đảo quý đồng nghiệp, và đó chính là cái động lực khiến mình luôn cố gắng để có thể gửi đến quý đồng nghiệp những cái thông tin hữu ích, và mong rằng tất cả chúng ta dù ở một cái vị trí công tác nào thì chúng ta đều có thể tự tin là mình vẫn có thể góp phần chung tay để đẩy lùi những cái thảm họa do siêu vi B và siêu vi C. Trong trong những đồng nghiệp mà tham dự ngày hôm nay thì mình chắc là cũng rất rất nhiều đồng nghiệp là đã nhẵn mặt mình từ nhiều buổi khác, và cũng có những đồng nghiệp là mới tham gia lần đầu, cho nên mạn phép là có những chuyện mình phải nói cho nó đầy đủ hệ thống. Thành ra quý vị nào mà nghe lại chuyện cũ nó hơi buồn ngủ thì thôi cũng thông cảm nha. Rồi bây giờ thì mình phải bắt đầu thôi, tại vì chúng ta bị trễ hết 9 phút rồi. À, bây giờ chúng ta xin phép bắt đầu là share cái màn hình trình bày. Đây là những nội dung mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau ngày hôm nay, cũng khá là dài. Điều đặc điểm đầu tiên của SUVB, và mong là tất cả chắc là rất nhiều người trong chúng ta đã biết rồi đó, đó là nó diễn tiến rất khác nhau tùy theo cái lứa tuổi bị nhiễm. Nếu mà nó lây theo chiều ngang, tức là một cái người trưởng thành hoặc một trẻ lớn bị nhiễm qua chuyện chẳng may bị lây nhiễm máu và dịch tiết, hoặc là những cái quan hệ không an toàn, thì tuyệt đại đa số 90% là sẽ tự giải quyết được, hồi phục trong vòng 6 tháng, tức là diễn tiến theo kiểu cấp 90% đó, và tới 70% là hoàn toàn không có triệu chứng. Cho nên trong thực hành lâm sàng thì chúng ta thường hay gặp nhiều người đi kiểm tra để chích ngừa nhưng mà khỏi tốn tiền chích bởi vì đã có kháng thể rồi. Đó là 70% may mắn này đây. Còn lại thì ngược lại là cái nhóm mà lây truyền qua chiều dọc, tức là những bé sơ sinh mà chẳng may mà bị mẹ lây, thì lại trên 90% là sẽ diễn tiến mãn tính và với những cái hậu họa về sau rất là đáng buồn. Thì đây là một cái sơ đồ được cung cấp bởi cái Tổ chức Y tế Thế giới 2024. Thì quý đồng nghiệp thấy rõ ràng là ở cái thời điểm mà mới sanh đó, nếu mà bị nhiễm thì cái tỷ lệ mà diễn tiến mãn tính nó rất là cao ha, tới 90%, và nó giảm rất là đáng kể cho tới khi người trưởng thành hay bé lớn thì nó chỉ khoảng 10% thôi. Điều thứ hai cũng rất là quan trọng đối với CVB và cũng gây bối rối cho khá nhiều đồng nghiệp, đó là những cái dấu ấn sinh học. Quá chừng dấu ấn sinh học nhưng mà ý nghĩa của từng cái dấu hiệu này thì như thế nào, và mình sẽ sử dụng chỉ định nó như thế nào cho phù hợp, và nó sẽ diễn biến như thế nào trong suốt cái quá trình nhiễm CVB. Đây là những cái dấu ấn quen thuộc và tất cả chúng ta thì ít nhiều gì cũng đã từng đặt bút xuống cho chỉ định rồi nha. Đó là ba cặp kháng nguyên kháng thể và cái định lượng DNA-HBV. Và có cái mới là HBCRAG và HBVRNA. Thì cái này đã có những cái trung tâm lớn thì đã sử dụng rồi, nhưng mà thật sự là cũng chưa phổ biến, nhất là ở những tuyến cơ sở. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng từng dấu ấn nha. Cái cặp đầu tiên là HBSAG và anti-HBS, thì cái này quá phổ biến và quá nổi tiếng rồi phải không ạ? Thì nói HBSAG là quý đồng nghiệp sẽ chỉ định dùng để tầm soát cái tình trạng nhiễm CVB, vì nó là một cái kháng nguyên bề mặt, nó là cái dấu ấn xuất hiện sớm nhất. Và nếu mà HBSAG dương tính thì khẳng định đó là người mang con CVB và là nguồn lây. Cái kỹ thuật thì rất là nhiều. Quý đồng nghiệp có thể là chỉ dùng những cái que nhanh ha, đó là những cái kỹ thuật định tính, chỉ cần dùng cái que test nhanh giống như test COVID vậy đó, hoặc là một mẫu máu gửi tới phòng xét nghiệm, và đa phần những cái phòng xét nghiệm căn bản thì đều làm được hết cái xét nghiệm định tính này. Còn cao cấp hơn một tí là xét nghiệm định lượng, thì cái này nó có ngưỡng phát hiện rõ ràng, đó là 0,05 IU đó. Đây là vẫn là cái kiểu cổ điển, còn nếu mà kỹ thuật mới hơn siêu nhạy thì nó tới 0,055 IU/ml. Thì chỉ có cái định lượng này nó mới có giá trị để theo dõi cái mức độ diễn tiến của HBSAG mà thôi. Và mình cũng chia sẻ nhỏ thêm, tức là cũng có tài liệu mình đọc được là nói là nếu mà người ta có chích ngừa viêm gan siêu vi B đó, thì cái vaccine nó có thể làm cái này nó dương tính thoáng qua ha. Mấy đồng nghiệp mình lưu ý một chút. Cái kháng thể tương ứng là anti HBS thì cái này quý đồng nghiệp mình sẽ chỉ định để kiểm tra trước khi chích, để coi người ta có kháng thể chưa, và sau khi chích để coi chích xong rồi nó có tạo được kháng thể hay không. Và nếu một người có cái kháng thể này trên 10 đơn vị lít, quý vị nhớ nha, đơn vị lít hoặc là mili đơn vị mililít,
thì được coi là có đủ khả năng bảo vệ lâu dài. Nếu một người có miễn dịch bình thường thì không cần theo dõi, không cần chích nhắc, và đặc biệt là những người mà không có nguy cơ lây nhiễm cao. Thì cái chuyện này đã được nói rất rõ trong phác đồ của Bộ Y tế 2019 cũng như là của guideline của Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ 2018. Và cái một cái chia sẻ nhỏ nữa là cái anti-HBS dương này nè, nếu mà những cái trường hợp mà chích HBG thì nó có thể dương thoáng qua đó, nhưng chuyện này Việt Nam mình không có gặp đâu, chỉ gặp ở con nít thôi, chứ người lớn Việt Nam mình thì không bao giờ chích HBG. À, gần đây thì có một đồng nghiệp của mình bị sếp rầy, lý do là bạn này đã cho một người có anti-HBS là 55 IU lít không chích nhắc, người này không cho chỉ định chích nhắc và bị sếp rầy. Thì bạn này có trình với sếp là bạn này thực hiện theo phác đồ của Bộ Y tế đó, nhưng mà sếp cũng không tin, thì mình phải 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 cắt dán mấy cái mảnh văn bản như thế này gửi cho bạn đấy để bạn đấy trình cho sếp cứu nguy cho bạn đó. Thì ở đây thì sẵn dịp thì cũng quý đồng nghiệp cũng mình cũng tham khảo luôn, để hễ ai hỏi thì biết chắc là nó nằm ở chỗ nào ha, đỡ bối rối giống như bạn ấy. Thì cái này nó nằm ở đầu trang 13 ha, trong cái văn bản phác đồ của Bộ Y tế thì cái này nó nằm ở cuối trang 12 và đầu trang 13, và cũng ghi rõ ràng ha, trên 10 là không chích. Chỗ này đơn vị bị đánh máy sai nha quý đồng nghiệp, nó là mili IU ml ha. Cái này là văn bản của nhà nước mình đây rõ ràng rồi. Còn guideline của Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ đó thì họ cũng nói rõ là những cái liều mà chích nhắc lại thì không cần thiết trên những người mà có một cái miễn dịch bình thường, bởi vì cho dù là cái nồng độ kháng thể nó có giảm đi thì nó vẫn còn có trí nhớ miễn dịch, và cái chuyện này là người ta đã có những cái nghiên cứu theo dõi lâu dài, người ta xác định như vậy. Và ngay cả những cái đối tượng mà suy giảm miễn dịch mà cần chích nhắc lại đó, thì cái mũi chích nhắc lại cũng chỉ thực hiện khi nào mà cái kháng thể này nó dưới 10 thôi nha. Và như vậy thì cái bạn đồng nghiệp mà không cho chích nhắc với cái nồng độ anti-HBs là 50 IU ml là bạn đó không có tội tình gì cả ha. Bây giờ chúng ta nói qua cái cặp kháng nguyên kháng thể thứ hai là HBCAG. Thì cái này thật ra thì nó là chỉ có trong tế bào gan thôi, cho nên là chúng ta sẽ không bao giờ thấy nó trong cái huyết thanh chẩn đoán cả, mà chúng ta chỉ thấy cái kháng thể của nó là anti-HBC. Và thông thường nếu chúng ta không có ghi cái gì hết thì ngầm hiểu đó là total, tức là nó sẽ gồm IgM và IgG. Thì cái anti-HBC nói chung này là nó xác nhận, nó giống như là một cái dấu ấn để biết là cái cơ thể này đã từng hoặc là đã còn mang CVB. Và cái IgG thì nó sẽ tồn tại rất là lâu, cho dù là HBsAg nó đã biến mất. Cho nên cái giá trị thực tế của anti-HBC, giá trị quan trọng nhất là dùng để phát hiện một cái tiền căn đã bị nhiễm CVB trước đây, trước khi mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân những cái thuốc có thể ức chế miễn dịch. Bởi vì có những thuốc mà dù cho HBsAg âm, chỉ cần bệnh nhân có cái anti-HBC dương thì chúng ta cũng phải đã điều trị dự phòng rồi. Đó là cái ý nghĩa quan trọng của cái anti-HBC trong cái thực hành lâm sàng. Rồi trong anti-HBC thì nó có một cái thành phần là IgM, IgM anti-HBC. Thì có một cái mẹo nhỏ để quý vị nhớ là M là mới, ha. Tức là thể mà IgM anti-HBC thì nó là cái kháng thể xuất hiện khi cái cơ thể mới nhiễm CVB. Và khi nào thì quý đồng nghiệp cho chỉ định thực hiện cái xét nghiệm này? Thứ nhất là chúng ta thấy có một trường hợp phát hiện HBsAg dương mà không biết tiền căn trước đây. À, thành ra mình không biết là cái cơ thể này bị nhiễm từ lúc nào, thì chúng ta cho làm IgM anti-HBC để xem là cái tình trạng này là mới bị nhiễm hay là đã nhiễm lâu nha. Và như vậy đương nhiên nếu chúng ta đã có một người đã có tiền căn mang con CVB nhiều lần nhiều năm trước đây rồi thì không lý do gì chúng ta cho làm cái này phí tiền ha. Rồi cái trường hợp thứ hai là chúng ta thấy một bối cảnh một người rõ ràng là bị viêm gan cấp, men gan tăng rất cao, thậm chí vàng da vàng mắt, xét nghiệm HBsAg thì âm rồi, nhưng mà tạm thời thì cũng chưa phát hiện được một cái nguyên nhân nào khác, những xét nghiệm khác về siêu vi khác nó cũng âm, thì lúc đó quý đồng nghiệp nên cho làm thêm cái IgM anti-HBC để biết đâu cái đó có thể là viêm gan B cấp giai đoạn cửa sổ ha. Và chúng ta nếu không làm thêm cái IgM anti-HBC cho dù là HBsAg âm đó, nhưng mà chúng ta vẫn làm IgM anti-HBC để tầm soát cái trường hợp viêm gan B cấp giai đoạn cửa sổ. Tóm lại nếu IgM anti-HBC quý chị là dương, cho dù HBsAg có dương hoặc là đã âm đi nữa thì chúng ta vẫn tự tin nói đây là những trường hợp mới nhiễm CVB và có khả năng nó sẽ diễn tiến theo là viêm gan siêu B cấp đó. Còn nếu IgM anti-HBC âm, HBsAg dương và phải mở ngoặc nhắc thêm với đồng nghiệp nữa là thường là chúng ta phải có cái bằng chứng anti-HBC dương nha.
IgM anti-HBC âm nhưng mà cái total anti-HBC dương đó thì ngầm hiểu đó là gì? Là nó dương tính ở cái thành phần IgG, là thành phần tồn tại sẵn rất là lâu rồi. Thì đó là những trường hợp nhiễm CVB đã lâu ha, và khả năng là đó là trường hợp nhiễm và viêm mạng. Nhưng mà cũng xin thưa với quý đồng nghiệp là trong thực hành lâm sàng, nếu quý vị làm nhiều thì sẽ gặp có thể 10 thậm chí là 20 trường hợp, 20% những trường hợp là viêm gan B mạn rõ ràng rồi, có tiền căn trước đau rồi, như khi bùng phát lên thì cái IgM anti-HBC nó lại dương tính trở lại. Cho nên IgM anti-HBC âm, anti-HBC dương thì quý vị có thể tự tin nó là nhiễm mạn đó, nhưng IgM anti-HBC dương thì chưa chắc nó là nhiễm cấp, đôi khi nó vẫn là nhiễm mạn nha. Quý đồng nghiệp lưu ý chuyện này. Và cái cặp nữa cuối cùng là HBeAg và anti-HBe. Thì HBeAg là cái kháng nguyên thể hiện sự tăng sinh của cái dòng HBV hoang dại thôi. Và chúng ta chỉ chỉ định cái xét nghiệm này khi mà quý đồng nghiệp muốn theo dõi cái quá trình của một người đã xác định là nhiễm hoặc là viêm gan siêu B mạn rồi. Chứ còn viêm gan siêu B cấp thì quý đồng nghiệp không cần quan tâm tới cái kháng nguyên này làm chi ha. Và cái kháng thể tương ứng là anti-HBe đó thì cũng được chỉ định trong cái quá trình mà quý vị theo dõi điều trị bệnh nhân viêm gan B mạn có HBeAg dương mà HBeAg nó đã chuyển âm. Mục đích là gì? Để mình xác định cái thời điểm đạt chuyển huyết thanh để xem xét việc ngưng trị. Như vậy thì chúng ta sẽ không đề nghị anti-HBe trên những bệnh nhân đã biết là viêm gan B mạn với HBeAg âm, hoặc là những trường hợp viêm gan B mạn HBeAg dương mà HBeAg nó còn dương thì làm cái này lại phí tiền nha. Rồi còn một cái nữa, vào phòng xét nghiệm họ cũng hay ghi sẵn một cái danh sách là bộ 5 HPV ha, làm chúng ta thấy gồm 5 cái xét nghiệm này. Thì thật ra nó có vai trò, nó có ý nghĩa nè. Và khi nào thì chúng ta đề nghị cái 5 5 cái xét nghiệm này, thì thật sự là 5 cái xét nghiệm này nó nếu làm đi một chùm với nhau gì thì rất là vô lý, rất là vô lý và rất là lãng phí ha. Và chúng ta phải cân nhắc từng trường hợp chứ không có bao giờ chúng ta đề nghị cái bộ này. Và nếu 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 trước đây chúng ta có cái thói quen này thì chúng ta cố gắng là phải bỏ cái thói quen 5HPV này đi ha, thật là lãng phí. Rồi một cái xét nghiệm cũng trong dấu ấn sinh học cao cấp hơn, đó là định lượng HBV DNA. Thì cái xét nghiệm này nó phản ánh cái sự tăng sinh của con CVB một cách chính xác nhất, bởi vì nó đo cái nồng độ cái thể toàn vẹn của con CVB đang lưu hành trong máu. Và nhiều tài liệu thì hay người ta hay dùng đây là cái thể đen á. Thì cái đơn vị của CV định lượng HBV DNA thì nó có đơn vị là copy hoặc là IU millilit. Nên nó chênh lệch nhau là khoảng 5, tương đương 5 copy. Nó là mình làm tròn số cho thiệt ra nó 5 phát mấy đó. Nhưng mà thôi chúng ta cứ làm tròn số là 5 copy thì nó tương đương với là 1 IU, đơn vị là millilit. Thì có nhiều cái kỹ thuật xét nghiệm. Và nếu quý đồng nghiệp để ý, nếu mà cái kết quả xét nghiệm họ cho mình cái ngưỡng là khoảng 250-300 copy millilit, cái ngưỡng phát hiện của họ như vậy đó, thì là những cái kỹ thuật này coi chừng nó là những cái kỹ thuật hơi hơi gọi là hơi cũ rồi đó. Nó có thể dễ bị sai sót ha, và có thể bị dẫn tới xử trí, chẩn đoán sai, xử trí sai. Thành ra quý vị nếu chọn kỹ thuật thì để ý cái ngưỡng phát hiện. Thì nó lý tưởng nhất là nó khoảng 10 hoặc cùng quá là 15 IU millilit, tức là tương đương khoảng 50 copy thì nó sẽ chính xác hơn. Và đây là một cái xét nghiệm khá là đắt tiền, là coi như là nếu mà chúng ta làm cái kỹ thuật mà 10 15 IU millilit là nó phải bạc triệu trở lên á. Cho nên chỉ thực hiện khi mà cần thiết để quyết định và theo dõi cái quá trình đặc trị mà thôi. Rồi đây là một cái mớ bồng bông nhìn rất là hơi kinh hãi một tí ha, thì quý vị bình tĩnh. Đầu tiên á là đây là cái thể đen mà lúc nãy đã nói, tức là một cái cấu trúc con CVB hoàn chỉnh á, nó xâm nhập qua cái tế bào gan, nó đi vô nhân tế bào ha. Cái con CVB đặc điểm của nó là nó sẽ chui vô nhân tế bào và nó sẽ hình thành một cái cấu trúc rất là đặc biệt gọi là DNA-CCC. Thì cái cấu trúc này nó chính là một cái khuôn mẫu để tổng hợp, là nó sao chép ra và nó tổng hợp rất rất nhiều thứ, trong đó cái chuyện quan trọng nhất tức là nó sẽ dưới cái men sao chép ngược nó tạo lại cái chuỗi DNA và nó tạo lại một cái con siêu vi hoàn chỉnh để tiếp tục phát tán ra và tấn công nhiều tế bào gan khác. Thì cái này nó quyết định cái định lượng HBV DNA mà nó tăng cao là ở cái đám này đây. Và ngoài ra, ngoài cái quan trọng là tạo ra được một con CVB hoàn chỉnh như thế này thì nó cũng là khuôn mẫu để tạo ra rất nhiều những cái dấu ấn sinh học khác, ví dụ như HBCAg, ví dụ như HBeAg, HBsAg và những cái cấu trúc ví dụ như P22CR này chẳng hạn vậy. Và ngoài những cái cấu trúc dấu ấn sinh học cổ điển như lúc nãy mình đã trình bày với quý đồng nghiệp đó, thì bây giờ người ta bắt đầu để ý tới cái HBC
RAG, thì cái này nếu mà nó dương tính tức là nó bao gồm nguyên một cái phức hợp này nè, nó có thể là nguyên một cái thể đen toàn vẹn, nó có thể là HBAR, nhưng nó có thể là một cái virion rỗng như thế nè. Thì miễn là có một trong ba cái này tồn tại thì cái HBCRAG nó sẽ dương tính. Và có một cái nữa là HBVRNA, thì cũng có một đồng nghiệp thắc mắc mình không biết có ghi nhầm không, tại vì CVB cấu trúc di truyền nó là DNA mà tại sao cái này là RNA. Thì cái này nó cũng không có nhầm, nó là một cái dấu ấn sinh học của con CVB nhưng nó dở dang, nó chưa tạo được con CVB hoàn chỉnh ở cái khúc này nè. Tức là từ cái DNACC nó sao chép ra, nó tạo ra rất là nhiều những cái protein ở những cái chuỗi ở bên nhân trong trong cái tế bào chất, thì cái pregenome là RNA này dưới tác dụng của mang sao chép ngược, nó sẽ tạo được cái DNA, nó tổng hợp thành cái chuỗi DNA để tạo thành con CVB hoàn chỉnh. Và đương nhiên những cái mảnh này nó có thể được phóng thích ra, nó được phóng thích ra cái huyết thanh, và nó tất cả tổ hợp tất cả những cái đó thì nó sẽ làm cho một cái gọi là dấu ấn sinh học là BRNA nó dương tính. Và cái này phóng đại lên trong cái nhân tế bào cho quý đồng nghiệp dễ nhìn á, thì trong cái nhân tế bào gan bé xíu á thì nó có hai thành phần quan trọng, cái DNACCC như lúc nãy mình nói là quan trọng nhất, bởi vì nó là cái khuôn mẫu để nó tạo ra đủ thứ rắc rối trong cuộc đời này, và cái quan trọng nhất là nó tạo ra con CVB hoàn chỉnh á, để đi tiếp tục đi tấn công những tế bào gan khác. Thì bên cạnh đó nó còn một cái DNA nữa mà gọi là DNA tích hợp của con CVB, tức là nó gắn kết với lại cái chuỗi DNA của ký chủ. Thì thường cái đám này nó chỉ sao chép ra những cái mảnh, nó sao chép ra nó tạo ra những cái mảnh HBSR thôi, chứ nó cũng không có quá nhiều thứ con CVB hoàn chỉnh như cái chuỗi DNACC này. Nên cái này thì nó cũng góp phần nó làm dương tính và cho chúng ta thấy được cái HBSR tồn tại, nhưng mà nó chỉ là những cái mảnh gọi là những cái thể không toàn vẹn. Như vậy thì những cái mặt cơ này nó sẽ đo được cái gì, nó thể hiện được cái gì? Thì người ta thấy là cái những cái mặt cơ mới, đương nhiên là HBV DNA là thể hiện sự tăng sinh siêu vi là quá cổ điển rồi, tất cả chúng ta đều biết rồi. Nhưng mà cái dấu ấn sinh học mới này như là HBV RNA hoặc là HBCRAG, cái này thì nó cũng khó tìm lắm, thì chỉ có hai cái này thôi. Nó sẽ đo cái gì? Là sự hoạt động sao chép của cái DNACCC. Tại vì trước giờ chúng ta cũng chưa có cái nào mà khẳng định là đo được cái hoạt động sao chép này. Và khi mà hai cái xét nghiệm này dương tính thì nó khẳng định là có hoạt động sao chép khá là đáng kể đó, đang tích cực đó. Nhưng cái độ nhạy nó cũng không có đủ lớn. Bởi vậy cho dù là hai cái mặt cơ này nó mà âm tính thì thật ra cũng không loại trừ được hoàn toàn là cái DNACC nó đã hết sao chép. Thì đó là cái hạn chế. Còn cái QHBR như lúc nãy đã nói thì nó sẽ thể hiện cái sự sao chép của DNACCC đồng thời là của cái DNA tích hợp trong cái nhân tế bào này. Và với những cái kỹ thuật thông thường thì không thể nào phân biệt được là sản phẩm HBR của đứa nào tạo ra cả ha. Mà ý nghĩa của hai đứa này thì như quý đồng nghiệp đã nói nó khác nhau. Một đứa thì tạo ra được siêu vi hoàn chỉnh, đứa thì chỉ tạo ra mấy cái mảnh chơi thôi. Thì thực ra cái chúng ta không phân biệt được là HBR của đứa nào tạo ra cả. Rồi bây giờ chúng ta mới ứng dụng vô những cái dấu ấn huyết thanh này trong những cái tình huống bị viêm gan. Thì trước hết là chúng ta nói tới cái diễn tiến trong một cái quá trình mà nó gọi là viêm gan siêu B cấp. Thì như lúc nãy đã nói chúng ta đừng có quan tâm tới cái DNA HBV cũng như HBAR khi mà viêm gan siêu B cấp, quý đồng nghiệp không cần quan tâm tới đó đâu. Mà chúng ta quan tâm tới cái HBSR. Thì đây là cái mặt cơ mà xuất hiện sớm nhất thì trường trường trong một vài tuần sau khi bị nhiễm thì nó đã xuất hiện. Và sau đó thì nó sẽ biến mất trong vòng 6 tháng, tại vì viêm gan B cấp mà cái kháng nguyên nó sẽ biến mất trong vòng 6 tháng. Khoảng 1 2 tuần sau khi HBR xuất hiện thì bắt đầu nó xuất hiện được cái kháng thể tự của CVB, đó là IgM anti-HBC. Hay là cái đường chấm chấm ra bên này là IgM. Thì IgM anti-HBC nó cũng nhanh chóng nó sẽ biến mất, và cái mà tồn tại kéo dài đây chính là H anti-HBC total, tức là cái khúc đầu nó dương tính là nhờ thành phần IgM, nhưng cái khúc sau thì nó dương tính nhờ cái thành phần IgG, và nó sẽ kéo dài rất rất là lâu suốt cả cái cuộc đời, cho dù HBR đã biến mất. Và khi HBSR biến mất rồi thì nó có một cái khoảng thời gian nó mới tạo được cái kháng thể tương ứng là anti-HBs, và cái khoảng thời gian này theo sách vở kinh điển người ta gọi là cửa sổ miễn dịch, tức là lúc HBSR đã biến mất cho tới khi tạo được anti-HBs. Nhưng cái khái niệm này là nó hoàn toàn tương đối, bởi vì sao quý quý đồng nghiệp hình dung, nếu anti-HBs nó xuất hiện sớm hơn thì sao,
À, nó không phải mãi tới đây nó xuất hiện, chỗ này nó đã xuất hiện rồi, thậm chí HBS chưa kịp biến mất thì cái anti HBS nó đã xuất hiện rồi. Thế là lúc đó không còn cái cửa sổ nữa, bởi vì hai đứa dính chùm nhau rồi, không còn cửa sổ nữa. Và ngược lại, trên những cái cơ thể mà đáp ứng miễn dịch nó quá mạnh đó thì cái HBSR này nó bị biến mất rất là nhanh, nó vừa hình thành xong và nó đã bị biến mất. Cái phần gạch đỏ đỏ này là coi như bỏ đó, nó không có nữa đâu. Như vậy thì cái cửa sổ lúc này nó bay ra tới đây luôn nha. Cái cửa sổ lúc này từ lúc mà có anti HBS là chỗ đây, mà HBR chỗ này nó đã mất tiêu rồi, cho nên cái cửa sổ nó mở rộng tới như thế này và nó cuốn luôn cái khoảng thời gian có triệu chứng của bệnh nhân nằm trong cái khoảng này. Cho nên chúng ta có một cái khái niệm là viêm gan B cấp giai đoạn cửa sổ là như vậy đó. Tức là khi người ta có triệu chứng hoặc là men gan tăng hoặc là vàng da vàng mắt đến gặp quý đồng nghiệp, nhưng mà quý đồng nghiệp làm xét nghiệm thì không có HBL, chỗ này bôi là mất rồi đó, không có nữa nha. Và chỉ còn một cái chỉ điểm duy nhất để chúng ta chẩn đoán được chính là cái gạch này, tức là IgM anti HBC mà thôi nha. Thì đây là cái khái niệm viêm gan B cấp giai đoạn cửa sổ, và nó chỉ xảy ra trong những trường hợp mà đáp ứng miễn dịch rất là mạnh, cho nên HBR nó biến mất quá nhanh đi ha, biến mất quá nhanh. Khi bệnh nhân có triệu chứng đến với mình thì cái mầm bệnh HBR nó đã mất tiêu rồi và chúng ta chỉ còn cái IgM để xác định thôi. Rồi, cuộc đời không có đơn giản ha, là kết thúc trong vòng 6 tháng như thế, mà lỡ nó là nhiễm mãn tính thì sao ha, thì chúng ta sẽ thấy một cái chặng đường rất là lê thê diễn tiến qua nhiều giai đoạn. Thì cái giai đoạn đầu tiên bây giờ được đa số cái danh danh xưng người ta gọi là nhiễm siêu vi B mạn với HBR dương, cái danh từ cũ người ta gọi là giai đoạn dung nạp miễn dịch á, thì trong giai đoạn này trong thì là cái có cái sự tăng sinh của siêu vi B dòng hoang dại, cho nên HBR dương tính rất là mạnh và DNA cũng cao ngút ngàn ha, thường là con số 10 mũ 8 thậm chí 10 mũ 9 thậm chí hết thước đo, tức là HBV DNA tăng sinh tự do, nhưng cơ thể không có đáp ứng miễn dịch dung nạp mà, cho nên không hề có phản ứng viêm và cái men gan thì hoàn toàn bình thường. Thì cái giai đoạn này nó có thể kéo dài 20 thậm chí 30 năm đầu đời. Và thường là chúng ta không có chỉ định, trước đây là không có chỉ định điều trị trong giai đoạn này, trừ khi nào là thai kỳ thì chúng ta dự phòng, sau này chúng ta sẽ nói thêm. Rồi bước qua, nếu cái hệ thống cái hệ miễn dịch thì nó sẽ trưởng thành dần dần và tới một lúc nào đó nó sẽ nhận biết được ha, đây là kẻ thù để nó gây cái phản ứng thải trừ miễn dịch ha, cái giai đoạn thải trừ miễn dịch, hay là còn gọi là giai đoạn viêm gan B mạn với HBR dương. Gọi là viêm là tại vì men gan nó không còn bình thường nữa, có cái phản ứng thải trừ miễn dịch, có phản ứng viêm cho nên men gan nó đã tăng lên rồi, và chính cái hoạt động viêm phản ứng thải trừ miễn dịch này nó sẽ ức chế cái siêu vi B xuống thấp dần dần, chứ không có tự tăng sinh ngút ngàn thoải mái 10 mũ 8, 10 mũ 9 nữa, mà sẽ được giảm dần 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 xuống sau một cái quá trình đấu tranh để thải trừ miễn dịch. Và cái giai đoạn này thì có thể trên một số cơ địa là diễn tiến tự nhiên luôn, cơ thể nó đã chiến thắng con siêu vi B rồi, nó đã ức chế được con siêu vi B rồi, phải lượng siêu vi xuống rất là thấp và thậm chí là nó ức chế luôn cái kháng nguyên HBR không còn nữa và tạo ra một cái kháng thể tương ứng là anti HBE đó, và sau khi đánh tan quân thù rồi thì hòa bình lặp lại, men gan nó lại trở về bình thường ha. Cái giai đoạn này người ta gọi là nhiễm siêu vi B mạn với HBR âm. Nhưng nếu mà cái cuộc chiến này, cái giai đoạn thải trừ miễn dịch, cái giai đoạn mà viêm gan mạn này nè, mà nó kéo dài quá lâu, cuộc chiến kéo dài quá lâu, thì khi hòa bình lặp lại thì cái gan nó đã trở thành thương binh mất rồi, nó quá nhiều những cái vết sẹo của chiến tranh và thậm chí là nó đã xơ gan luôn nha. Cho nên không phải là cái giai đoạn nhiễm mạn HBR âm này mà thực sự là yên lành đâu, mặc dù là hòa bình lặp lại men gan không còn tăng nữa, nhưng thực sự là cái gan nó đã có thể một số trường hợp nếu cái cuộc chiến này kéo dài lâu quá nó làm cho cái gan tổn thương, tới giai đoạn hòa bình thì đã thành thương binh lặp lại trở về rồi, hay là đã xơ gan. Nó khác với cái giai đoạn đầu men gan bình thường nhưng thực sự là hoàn toàn không có cái quá trình xơ hóa gì hết. Đánh giá xơ hóa gan là giai đoạn này hoàn toàn bình thường, trong khi cái giai đoạn này men gan bình thường đó nhưng cái gan có thể nó đã xơ rồi. Thì quý đồng nghiệp lưu ý cái chuyện khác nhau căn bản giữa cái giai đoạn mà men gan bình thường ban đầu với lại cái giai đoạn men gan bình thường này, bởi vì nó đã phải trải qua một cái trận chiến rồi, và như vậy thì chúng ta không nên để cái trận chiến này nó kéo dài mà nó đưa cho chúng ta những cái anh thương binh khi hòa bình lặp lại mà chúng ta phải can thiệp sớm. Thì đây là cái giai đoạn mà có chỉ định điều trị đó, chúng ta phải can thiệp ức chế liền cái cuộc chiến này để sớm đưa hòa bình lặp lại, không có bị thương vong quá nhiều cho thương binh quá nhiều ha. Rồi
Trong những cái diễn tiến tự nhiên, nếu mà họ được bình yên vậy tới cuối cuộc đời thì cũng đã là may mắn, nhưng mà một số trường hợp thì nó không như thế. Sau cái giai đoạn hòa bình, siêu vi được ức chế thì nó lại xuất hiện một cái tai họa mới, đó là siêu vi B đột biến, tức là HBEAG. Cái kháng nguyên này nó đã biến mất rồi, nhưng mà nó lại xuất hiện một cái chủng siêu vi B khác đột biến, gọi là đột biến precord hay đột biến BCB, thì nó vẫn tăng sinh DNA, nó tăng sinh, nhưng mà HBAR không tạo ra được, tại vì nó bị đột biến mất rồi. Mình nhìn bề ngoài thì vẫn thấy HBAR âm, anti HBA dương đó, nhưng làm định lượng CVB thì đã thấy nó cao. Đương nhiên nó không cao dữ dội lúc đầu, nhưng mà nó cũng có tăng trở lại, và cuộc chiến lại xảy ra. Cơ thể là có quân thù tới thì lại nhào nhào ra, lại đánh đánh nhau ha, lại có chiến tranh. Và đương nhiên nếu cái cuộc chiến này mà nó khốc liệt trên một cái nền đã là thương binh hoặc loại sơ gan ở giai đoạn trước rồi thì nó sẽ rất là thảm khốc, và những cái trường hợp mà tử vong thương tâm thì nó hay rơi vô cái giai đoạn này, tức là một cái giai đoạn tái hoạch trên một cái nền gan nó đã bị tổn thương từ trước rồi. Tuyệt đại đa số những bệnh nhân mà chúng ta gặp trong thực hành lâm sàng nó sẽ rơi đâu đó trong trong bốn cái giai đoạn này. Hiếm hoi lắm chúng ta gặp được những con người may mắn. Những con người may mắn này là cái cơ thể họ có một cái sức gọi là miễn dịch thần kỳ, họ ức chế con CVB một cách rất là ngon lành nha, và hầu như là không có cái tổn thương gì đáng kể. Đôi khi họ không có tổn thương gì đáng kể, nhưng đương nhiên cũng có thể là đã xơ gan rồi, sau và hai cái trận chiến này thì đã xơ gan rồi, nhưng cũng có nhiều trường hợp là không có tổn thương gì đáng kể. Và một cái thành tích rất là đáng nể và rất là gọi là cái mục tiêu điều trị được mong chờ, đó là gì? Mất hoàn toàn kháng nguyên HBSAg. Tới cái giai đoạn này thì không còn HBSAg nữa, và thậm chí còn tạo được cái anti HBS, và người ta gọi là cái giai đoạn mà gọi là chuyển đổi huyết thanh HBSAg đó. Và một số người thì dùng cái chữ là siêu vi B ẩn ha, cái chữ này nghe nó cũng hơi ớn lạnh, mà đúng là sự thật là như vậy, bởi vì là siêu vi hoàn toàn nó không có biến mất hẳn cơ thể đâu, chỉ là nhìn bề ngoài thì mình thấy cái HBR nó biến mất thôi, nhưng thật sự nó có thể nó vẫn tiềm tàng. Và chút nữa có trong cái phần sau thì chúng ta sẽ đề cập tới những cái dạng siêu vi B tiềm ẩn này, nó nguy hiểm tới như thế nào. Đây là cái tài liệu mới của WHO 2024, thì họ đưa ra một cái giai đoạn nữa là cái vùng vùng xám, vùng xám. Cái vùng xám nó nằm giữa cái giai đoạn nhiễm viêm gan siêu vi B HBR âm và cái giai đoạn mà nhiễm siêu vi thể ẩn, hay là cái giai đoạn mà đã đạt thải trừ đó. Thì cái tên nếu quý đồng nghiệp tinh ý nhìn sẽ thấy nó hơi khác một tí, nó là nhiễm siêu vi B với HBAR dương, sau đó là bệnh với HBAR dương, chứ nó không có dùng chữ hepatitis mà nó dùng chữ là disease, là bệnh ha. Thì để chắc là người ta muốn nhấn mạnh cho mình là một cái tình trạng giai đoạn này là bệnh, giai đoạn này là bệnh. Còn những cái danh pháp cũ thì họ dùng cái chữ hepatitis ha. Thì nếu mà quý đồng nghiệp quan sát kỹ cái vùng gray zone với cái vùng HB, thôi chúng ta quen dùng là viêm gan B mạn với HBR âm đi ha, cho nó dễ chịu hơn, thì quý đồng nghiệp thấy là gần như là nó tương đồng hết á, cái tải lượng siêu vi nó cũng xấp xỉ cỡ vậy. Thì cái điểm khác biệt duy nhất của nó là cái men gan, nó bên này thì cái men gan nó tăng rõ ràng, còn bên này thì cái men gan là nó tăng dao động thôi, thì nó chỉ khác với cái giai đoạn này một chút ở chỗ đó thôi. Và ở đây thì trên cái bảng này thì chúng ta sẽ thấy được là người ta tổng hợp đầy đủ hết cho mình luôn những cái dấu ấn khác, ví dụ như là DNACCC. Thì DNACCC trong cái giai đoạn mà HBR nó còn dương thì cái số lượng nó rất là nhiều, số lượng nó rất là nhiều. Nhưng mà tới giai đoạn HBR âm thì cái số lượng nó đã bớt đi, và trong cái giai đoạn có hiện tượng viêm thì nó mới có cái hiện tượng hoạt động sao chép, còn cái giai đoạn mà ổn định thì cái hoạt động sao chép nó không đáng kể. Rồi còn cái thể mà tích hợp của CV thì giai đoạn nào cũng có mặt anh này hết, giai đoạn nào cũng có mặt anh này hết. Và hai cái dấu ấn là HBC RAG và HBVRNA này thì nó cũng nhiều ở cái giai đoạn HBR dương, và nó sẽ thấp dần ha, nó thấp dần và có thể là không phát hiện được trong cái giai đoạn nhiễm không hoạt tính. Thì đó là những cái tổng kết của Tổ chức Y tế Thế giới, và họ nhận định về những cái dấu ấn sinh học mới là như vậy. Cái khái niệm về cái vùng vùng gray, vùng xám. Xám là gì? Là nó không trắng mà nó cũng không đen, tức là nó mập mờ, nó chưa rõ đó. Thì đây là một cái khái niệm mà của WHO 2024 họ đưa ra. Nhưng mà trong cái Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ 2023 đó, thì họ cũng đưa một cái khái niệm là vùng xám, cũng là vùng trắng đen lẫn lộn. Đó là họ nói cái khái niệm là siêu vi B bao giờ nó cũng biến động trước khi có tình trạng thay đổi, tình trạng tăng men gan. Ví dụ, trong cái giai đoạn dung nạp miễn dịch,
thì siêu vi nó đang tăng sinh rất là tự do, men gan hoàn toàn bình thường. Sau đó nó tới một cái hồi là bắt đầu có cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể, thì bắt đầu là DNA HPV nó đã giảm dần dần rồi, nhưng mà lúc đó cái phản ứng viêm nó chưa có đủ mạnh, chưa có gây cái hiện tượng tăng men gan, thì cái vùng này người ta cũng nói là vùng xám đó. Rồi sau đó thì sau cái phản ứng viêm nó đủ mạnh, nó gây tăng men, nó gây tổn thương tế bào gan, nó gây tăng men gan, nên men gan nó mới tăng bùng lên. Thì khi mà cái men gan nó tăng bùng lên như vậy thì thật ra cái siêu vi B đó nó đã giảm hơn so với cái giai đoạn mà hòa bình trước đó rồi ha. Tức là rõ ràng ở cái tình huống gray zone này là siêu vi B nó bắt đầu giảm xuống mà men gan nó chưa tăng lên. Rồi một cái vùng xám thứ hai là từ cái giai đoạn mà nhiễm siêu vi B không hoạt tính tới giai đoạn mà viêm gan siêu vi B với HBG âm cũng vậy. Tức là tải lượng siêu vi B nó đã được giảm dưới 10 mũ 4 đây, nó đã được cái hệ thống miễn dịch ức chế rất là tốt rồi trong cái giai đoạn không hoạt tính này, men gan về bình thường rồi, thì sau đó nó đã bắt đầu nó tăng sinh trở lại với vai trò của những con siêu vi đột biến, và nó tăng lên tới một mức nào đó thì nó mới kích hoạt cái phản ứng viêm đủ mạnh để tăng men gan lên. Thành ra cái vùng mà tăng siêu vi B mà men gan chưa tăng lại cũng lại một cái vùng xám nữa, tức là cái vùng hổng trắng hổng đen, nó còn mơ hồ. Thì đó là những cái khái niệm về vùng xám. Nôm na cái vùng xám là những cái vùng mà nó chưa trắng đen ha, chưa có rõ ràng, chưa phân định trắng đen thì chúng ta gọi là vùng xám. Và cái chuyện mà chúng ta quan tâm nhiều nhất là cái diễn tiến của cái bệnh lý viêm gan siêu mạn nó sẽ dẫn đi tới đâu. Thì nếu mà nó chỉ dừng lại, chúng ta ngăn chặn được nó viêm gan siêu mạn thì quá tốt ha, để đừng tới những cái biến cố xơ gan, ung thư gan như thế này. Và muốn như vậy thì chúng ta phải phát hiện sớm để chẩn đoán, theo dõi và điều trị kịp thời. Thì bây giờ để chẩn đoán thì bao giờ nó chẩn đoán là bao giờ cũng nói về triệu chứng ha, và triệu chứng lâm sàng. Thì viêm gan siêu B, cái đặc điểm về lâm sàng của nó cũng giống như những cái bệnh viêm gan siêu vi khác thì là gì đây? Thì chúng ta hãy gọi là nhìn vào mắt nhau. Tức là đi khám một bệnh nhân đến than với mình là vàng vàng da gì đó thì chúng ta phải nhìn vô cái mắt người đó ha, và nhìn dưới ánh sáng trắng với ánh đèn vàng là sẽ không nhận thấy. Và cái dấu hiệu đầu tiên mà mình cần phải nhận định là gì, là phải có tình trạng vàng cái mắt ha, vàng cái mắt, để chúng ta loại trừ những trường hợp vàng da do tăng beta carotene đó. Người bệnh mà có liên quan tới 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 gan, tới bilirubin thì cái mắt tròng trắng mắt nó phải vàng, đó là yếu tố thứ nhất. Và đương nhiên không phải bệnh nhân nào cũng vàng mắt, nhưng mà nếu có vàng thì phải là vàng mắt, đó là chuyện thứ nhất, là phải vàng niêm. Và chúng ta phải nhớ tới ba cái không ha, ba cái không là cái thứ nhất là bệnh nhân vàng mắt như thế này nhưng mà chúng ta kéo xuống cái phần kết mạc mi thì chúng ta vẫn thấy hồng hào bình thường, có nghĩa là người này không có thiếu máu, trừ khi nào người ta bị xơ gan hay có biến cố gì hay có bệnh gì kèm thiếu máu nha. Mình chỉ nói đơn thuần là chỉ là viêm thôi đó, viêm gan do siêu vi không á thì là không có thiếu máu ha, chỉ vàng mà không có thiếu máu, để chúng ta loại trừ gì, loại trừ vàng da tán huyết ha. Rồi cái không nữa là chúng ta sẽ những cái nhóm bệnh viêm gan siêu vi nói chung và trong đó có viêm gan siêu vi thì thường là không có vàng khè như vậy, nhưng mà không có sốt cao dữ dội đâu. Nếu có thì chỉ là sốt thoáng qua trong giai đoạn đầu, và tới khi xuất hiện vàng da vàng mắt thì cái sốt nó sẽ lui, thậm chí là nó biến mất. Cho nên nếu chúng ta thấy một người vàng da vàng mắt rồi mà vẫn sốt đùng đùng 39 40 độ, vẻ mặt nhừ nhẫn, thì cho dù người đó cầm trong tay đủ bằng chứng về siêu vi B, kể cả định lượng tải lượng siêu vi cao ngút ngàn, thì chúng ta đừng có đơn giản chỉ nghĩ là người ta viêm gan siêu vi, mà phải đi tìm coi còn nguyên nhân gì khác gây sốt không. Bởi vì bản thân cái bệnh này nó hiếm khi nào nó sốt, ngoại lệ lắm mới sốt thôi, còn bình thường nó không sốt. Và người ta sốt, nếu người ta sốt do một cái nguyên nhân gì khác, nhiễm trùng chẳng hạn mà chúng ta bỏ sót, ví dụ như một cái nhiễm trùng đường mật, hoặc là người ta sốt là bị do sốt rét thể gan mật, người ta sốt do lepto, thì những trường hợp đó mà chúng ta bỏ qua mà chúng ta chỉ nhìn cái kết quả định lượng siêu vi B chúng ta lo điều trị thì thật là oan uổng cho bệnh nhân, rất là nguy hiểm nha. Thành ra nên nhắc là chúng ta chỉ yên tâm khi bệnh nhân không sốt cao, là cái không thứ hai. Và cái không thứ ba là bệnh nhân dù vàng khè vậy nhưng mà thường là tỉnh bơ, không có quằn quại đau đớn gì cả, hoặc là cùng quá chỉ hơi tức tức nặng nặng cái vùng gan thôi. Còn nếu một người cầm trong tay tải lượng siêu vi 10 mũ 8, 10 mũ 9, men gan có thể tăng gì không tăng gì đó, nhưng mà đau bụng quằn quại ha, thì chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ đơn giản là viêm gan siêu vi, mà phải cố gắng đi tìm coi người ta đau do cái gì ha, có những cơn đau quặn mặt, tắc mật gây đau hay không. Bởi vì bản chất điển hình của cái bệnh này là, quý vị nghiệp nhớ, nếu có vàng mắt thì nó sẽ có ba cái không, là không thiếu máu, không sốt cao, không có cơn đau quặn mặt, thì chúng ta có nhiều khả năng nghĩ tới nó là viêm gan siêu vi hơn, chúng ta đỡ lo là những cái bệnh khác.
nhưng mà không phải bệnh nhân nào cũng điển hình như vậy cho chúng ta thấy, bởi vì thực tế là chắc là nhiều đồng nghiệp cũng chứng kiến rồi đó, nó diễn tiến âm thầm, nó không có triệu chứng gì cả ha. Ngay cả khi bệnh nhân đã rơi vô là cái tình trạng là xơ gan, cái giai đoạn mà còn bù đã xơ gan, hoặc là thậm chí đã có một cái khối u trong gan rồi, cho nên người ta mới xếp vô đó là cái sát thủ thầm lặng. Và để có thể phát hiện mà điều trị kịp thời thì bắt buộc chúng ta phải dựa vào xét nghiệm mà thôi, chứ chúng ta không có chờ bệnh nhân có triệu chứng đến với mình ha. Và khi bệnh nhân có để triệu chứng ngay, là triệu chứng sớm nhất là vàng da vàng mắt đến với mình, mà trên cái nền như mình nói là một cái nền mà cái gan nó đã là thương binh, nó đã xơ rồi mà bị viêm bùng lên, thì thôi sớm muộn gì nó cũng sẽ dẫn tới cái cạn thảm cảnh này, tức là rơi vô cái xơ gan mất bù rất là nhanh ha. Mọi chuyện nó đỡ trên thành quá quá muộn rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải đề nghị xét nghiệm làm sao? Thiếu thì bỏ sót chẩn đoán cũng tội bệnh nhân, mà thừa thì lãng phí tiền cũng tội bệnh nhân luôn nha. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ chia hai tình huống. Nếu một người mà chưa có bệnh lý gì về gan cả, không có một cái biểu hiện bệnh lý và cũng chưa từng có cái tiền căn phát hiện gì hết, bây giờ mục đích người ta chỉ đến gặp bác sĩ kiểm tra để chích ngừa thôi nha, mục đích người ta khỏe mạnh bình thường, thì chúng ta nên làm xét nghiệm gì? Thì hiện tại bây giờ cái mà khuyến cáo đề nghị là bộ ba như thế này. Mình mở ngoặc là bộ phác đồ của Bộ Y tế thì chưa, năm 2019 thì chưa có cho cái anti-HBC đâu nha, chỉ có hai cái thôi. Nhưng mà mình mạnh dạn là khuyên quý đồng nghiệp là nên thực hiện cả ba. Lý do vì sao? Bây giờ mình sẽ biện luận rồi quý vị sẽ thấy là cả ba nó lợi hại như thế nào nha. Cái trường hợp thứ nhất, nếu chúng ta làm cả ba cái ha, thì tình huống thứ nhất là gì? Là chúng ta sẽ thấy được có HBR dương, và HBR dương thì thế nào anti-HBC cũng phải là dương thôi. Đó, chỉ có không có kháng thể là đương nhiên rồi. Thì trường hợp này đó là trường hợp chúng ta bắt được một trường hợp là có mang siêu vi B, và nhiều cái khả năng mà tình cờ phát hiện như vậy nó sẽ là mãn đó, nhưng mà đương nhiên chúng ta cần phải có bằng chứng thêm. Cho nên khi đã phát hiện như vậy thì chúng ta cần phải thực hiện tiếp một loạt xét nghiệm để mà xác định chính xác cái chẩn đoán cho cái người mang siêu vi B này, chứ cũng chưa có thể kết luận được là có bệnh hay không bệnh đâu, phải còn nhiều xét nghiệm nữa, và chúng ta sẽ thảo luận về chuyện này sau. Rồi, nhưng mà chuyện thứ hai, khi chúng ta phát hiện một người HBR dương tính thì là gì? Người này là cái nguồn lây ha, và chúng ta sẽ kiểm tra, đề nghị kiểm tra siêu vi B cho người thân. Và khi mà quý đồng nghiệp nói với bệnh nhân là họ là mang con siêu vi, họ là nguồn lây và yêu cầu họ kiểm tra cho người thân, thì họ sẽ nghĩ tới người thân nào à? Chắc chắn họ sẽ nghĩ tới những người đang sống chung gần gũi với người ta, và nếu người đã lập gia đình thì người ta sẽ nghĩ tới vợ chồng con cái người ta mà thôi. Nhưng xin thưa quý đồng nghiệp là như mình nói, nếu mà tình cờ phát hiện như thế này thì tuyệt đại đa số họ là nhiễm mãn chứ không phải cấp đâu, tuyệt đại đa số là nhiễm mãn. Mà nhiễm mãn là do đâu? Nhiễm mãn trên một người trưởng thành là gì? Là bị nhiễm từ nhỏ rồi, tức là lọt lòng mẹ rồi. Như vậy thì chính cha mẹ anh chị em ruột của họ đó mới là những người nguy hiểm mà mình cần tìm ha. Đương nhiên vợ chồng con cái sống chung thì có thể bị họ lây, nhưng cái chuyện đó mình không có sợ bằng là cha mẹ anh chị em ruột của họ là những người mang mãn tính mà không được phát hiện ha. Và phải yêu cầu họ là gọi là thường cha mẹ tới tuổi trưởng thành rồi thì không có còn sống chung với cha mẹ anh chị em ruột nữa, thì mình yêu cầu họ là ở đâu phone hết, yêu cầu đi kiểm tra hết ha. Thì có những trường hợp mình khi mà kiểm tra hết nguyên một cái tập đoàn cha mẹ anh chị em ruột này mới phát hiện ra là cả một gia đình, rất nhiều trường hợp như vậy, cả một gia đình là mẹ anh chị em ruột là rất nhiều người bị, và thậm chí có nhiều người là đã rơi vô cái giai đoạn xơ gan mà xơ gan còn bù á, cho nên nhìn bề ngoài chưa có biết, thì nhờ tình cờ họ đi kiểm tra mà họ cứu được cả một cái gia đình họ để điều trị kịp thời nha. Cho nên là mình nhấn nhấn mạnh cho quý đồng nghiệp, nếu mình ngồi ở cái phòng tư vấn kiểm tra về chích ngừa đó thì đừng bỏ sót những cái trường hợp này. Bản thân người này phải được đi làm xét nghiệm để chẩn đoán, nhưng mà cái chuyện người thân thì đừng có nghĩ là trong cái gia đình bé nhỏ vợ chồng con cái của họ đâu, mà phải hỏi là họ alo hết cho cha mẹ anh chị em ruột của họ đi kiểm tra hết, và đó chính là những cái đối tượng mà nguy cơ mang siêu vi mạng mà chúng ta cần phải điều trị đó. Quý đồng nghiệp nhớ cho chuyện này, cho nên là cái chỗ này mình cho in đậm màu đỏ lên luôn, bởi vì ít ai nghĩ tới chuyện là đi gọi cha mẹ anh chị em ruột mình sống ở tích tận nơi nào đó đi kiểm tra lắm ha, nhiều khi là ở đâu tuốt bên 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 trời Âu Mỹ nào chứ không còn ở chung với người ta nữa. Rồi, nhớ là cha mẹ anh chị em ruột trên những người nhiễm mãn tính mới là đối tượng nguy hiểm đó. Rồi, trường hợp thứ hai thì quý đồng nghiệp sẽ gặp rất là khỏe âm hết trơn như vậy, thì mình hay nói đây là gì, những người thật sự là ngây thơ trong trắng, chưa có dính dáng gì tới siêu vi B hết ha.
chưa nhiễm, chưa có kháng thể bảo vệ thì tốt nhất là nên đi chích ngừa, và sau khi chích thì nên kiểm tra lại anti-HBs để chắc chắn là cái cơ thể mình nó đã đáp ứng được chưa, đã có anti-HBs trên 10 chưa, là coi như thuộc bài rồi đó, thì lâu này cái hệ miễn dịch nó mình không còn lo nữa, trên một người bình thường là mình không còn lo nữa. Rồi bây giờ cái tình huống thứ ba là HBRG thì âm, tức là không có mầm bệnh nhưng mà anti-HBs dương và anti-HBC dương, thì chắc chắn cái này phải là từng bị nhiễm chứ không có chuyện đi chích ngừa. Thực tế khi mà quý đồng nghiệp gặp những người này thì hỏi ra hồi nhiều khi họ có đi chích ngừa á, tức là tại họ không biết, họ thử thấy HBRG âm rồi họ đi chích ngừa thôi, họ không có thử kỹ. Thì thật ra cho dù là họ đi chích ngừa nhưng mà nếu có anti-HBC dương thì phải nói là cái chuyện này nhờ chích ngừa cũng có, nhưng mà cũng có thể là họ đã tự tạo sẵn rồi, và cái chích ngừa chỉ là cái củng cố cái kích lên để cho nó dương tính rõ lên cái kháng thể bảo vệ mà thôi nha. Khẳng định là anti-HBC dương là đã bị siêu vi B quá cảnh qua cái cơ thể đó rồi. Tại sao mình phải cứ nhấn mạnh cái chuyện này là để chi, để biết là người này đã từng bị nhiễm siêu vi B là lây từ đâu vậy ha, phải truy ra coi người này bị lây từ đâu ha. Mặc dù hiện giờ người này đã thải ra được nhưng người này đã bị lây từ đâu, phải truy ra những cái người tiếp xúc. Và một chuyện quan trọng nữa là lỡ trong cái cuộc đời sau này nếu người này sử dụng những cái thuốc mà liên quan tới ức chế miễn dịch thì chúng ta phải khuyến cáo người này báo cho bác sĩ biết, hoặc là đi gặp bác sĩ chuyên khoa gan để nói là có cần điều trị dự phòng tái hoạt hay không nha. Cái chuyện này vô cùng quan trọng, tìm cái nguồn lây và phải đề dự phòng cái tái hoạt. Trường hợp thứ tư là chỉ có mỗi cái anti-HBs dương thôi, HBRG cũng âm và anti-HBC cũng âm, thì chắc chắn luôn cái trường hợp này là người ta chích ngừa mà có đó. Nhưng mà tại sao giờ cắt cớ còn đi kiểm tra để chích ngừa nữa? Bởi vì rất nhiều người là họ chích ngừa mà họ đâu có nhớ, nhất là những người mà những thanh thiếu niên hồi nhỏ nhỏ được cha mẹ dẫn đi chích ngừa á, không có nhớ đâu. Người lớn cũng vậy, nhưng mà nhìn thấy kết quả này coi như mình thở phào rồi đó, tức là người này là có kháng thể nhờ nhờ được đi chích ngừa chứ không liên quan gì tới bệnh hết, cho nên không cần phải lo cái chuyện tái hoạt hay gì hết. Này là trường hợp sung sướng nhất á. Rồi bây giờ cái tình huống này khá là phức tạp, là chỉ có một cái anti-HBC dương thôi. Nếu trong trường hợp chỉ có một duy nhất một cái anti-HBC dương rồi thì đồng nghiệp mình phải nghĩ tới những cái tình huống như thế này. Thứ nhất là một cái tình huống tốt nhất á, là viêm gan B cấp mà đã thải trừ được HBRG rồi. Trong trường hợp nếu mà nhiễm lúc trưởng thành á thì cái cơ thể đã thải trừ được HBRG rồi, nhưng mà tại sao không có anti-HBs thì có thể là cơ thể này mới thải trừ ra, chưa kịp có kháng thể bảo vệ, hoặc là đã có kháng thể bảo vệ nhưng mà nhiễm từ lâu quá rồi, bây giờ nó đã phai nhạt miễn dịch rồi, cho nên là cái anti-HBs không còn thấy nữa. Thì đây là cái tình huống may mắn nhất đó. Thì trong những trường hợp này thì đôi khi mình chích nhắc thì có thể nó kích lại cái kháng thể tốt hơn. Cái tình huống thứ hai là nhiễm hoặc là viêm gan B mạn nhưng mà theo thời gian là họ đã thải trừ được cái siêu vi B ha, hoặc là thải trừ thật sự, hoặc là bản thân họ vẫn còn mang siêu vi B mà thể ẩn, tức là làm cái định lượng HBV đa nam thì vẫn còn phát hiện mặc dù HBV đã âm ha. Thì những cái trường hợp này nếu mà người ta trên cái nền người ta đã xơ gan rồi thì chúng ta vẫn phải tầm soát ung thư định kỳ ha, tại vì nhiễm mà đã thải trừ nhưng mà trên cái nền là đã có tổn thương gan thì vẫn phải cẩn thận cái chuyện tầm soát ung thư. Trường hợp thứ ba là trường hợp đột biến cái gen A, cái gen S làm thay đổi cái cấu trúc HBRG, cho nên là cái xét nghiệm bình thường đó sẽ không phát hiện được, bỏ sót đi cho nên thấy là HBRG âm, thì thực sự là cái cơ thể này nó vẫn có siêu vi B, và nếu mà chúng ta làm cái định lượng DNA thì sẽ thấy nó là sẽ khá cao và thậm chí cũng có thể là gây tăng men gan, và trường hợp này thì mình phải xử trí như một cái trường hợp viêm gan siêu vi B mạn. Những cái tình huống B và tình huống C thì rõ ràng là nếu đồng nghiệp chích ngừa những trường hợp này thì nó sẽ không tạo được cái kháng thể đâu ha, tại bản thân cái cơ thể nó là vẫn còn có cái tiềm tàng cái siêu vi B một. Và trong cả ba cái trường hợp này thì chúng ta nhớ là hễ cứ anti-HBC là phải nhớ gì, nguy cơ tái hoạt, cho dù HBRG âm thì cái anti-HBC dương này là nó vẫn có nguy cơ tái hoạt. Và một chuyện nữa là phải thắc mắc là có cái anti-HBC này thì người ta bị lây từ đâu, và chúng ta phải đi tìm cái nguồn lây nha, và đi tìm cái nguồn lây đó là cái cơ hội để chúng ta phát hiện ra những người nhiễm siêu vi B mạn mà chúng ta cần phải điều trị đó. Một cái trường hợp tình huống này thì khá là hiếm gặp nhưng mà mình cũng chia sẻ để đồng nghiệp biết luôn, tức là hiếm hoi thôi, chúng ta đã gặp những cái em bé thì nó có thể chỉ có anti-HBC đơn độc là do mẹ nó truyền qua cho nó không bị lây vì siêu vi B từ mẹ, nhưng mà có thể là nó lãnh cái kháng thể này từ mẹ và nó có thể tồn tại đến 24 tháng sau sinh. Thế này thì chỉ trong những cái nghiên cứu thôi, chứ bình thường thì mình cũng chẳng có quan tâm tới chuyện này. Rồi bây giờ những cái tình huống đặc biệt nè, ngoài đó là năm cái tình huống thông thường mà chúng ta hay biện luận đó, thì đôi khi chúng ta gặp những cái tình huống đặc biệt.
Và nhìn vô đây quý đồng nghiệp có thấy đặc biệt không ạ? À? Đặc biệt ở chỗ là gì? HBS dương mà anti-HBC âm. Thấy nó trái trái, nó sai sai đúng không ạ? À? Cho nên phải nghĩ đầu tiên là xét nghiệm sai. Thì cũng có một cái trong cái nhóm cộng đồng mà về viêm gan CBC thì cũng có đồng nghiệp đã nêu cái trường hợp này rồi, thì mình nghĩ coi chừng sai và yêu cầu đồng nghiệp đó cho đi kiểm tra lại thì đúng là sai thiệt. Cuối cùng là HBS nó âm, tức là người này là đúng là ngây thơ trong trắng và cho đi chích ngừa nha. Cho nên trước hết quý đồng nghiệp mà thấy cái kết quả nó quái quái kỳ kỳ như vậy thì coi chừng là xét nghiệm sai, cái HBS nó dương sai đó, nó dương giả đó, phải kiểm tra lại cho người ta lần nữa đó nha. Và nếu kiểm lại bằng một cái kỹ thuật đáng tin cậy mà đúng là chỉ có một cái HBS là dương thôi, hai cái kia nó là âm, thì chuyện gì vậy? Thì đây là một cái tình huống rất là đặc biệt, là một cái giai đoạn rất sớm sau khi vừa nhiễm CVB và mới là rất rất là hiếm gặp. Mấy chục năm trong nghề thì mình chỉ gặp được một cái trường hợp duy nhất thôi. Quý đồng nghiệp nhớ cái diễn tiến của CVB là gì? HBS nó là xuất hiện đầu tiên, sau đó mới tới IgM anti-HBC, rồi sau đó men gan nó mới tăng. Thì đây là cái giai đoạn mà nó mới xuất hiện cái HBS thôi, cho nên chúng ta bắt gặp nó như vậy. Vì IgM nó còn chưa có, làm gì nó có IgG, cho nên là anti-HBC total là nó âm là như vậy đó. Là lúc này là men gan nó vẫn còn bình thường luôn. Nhưng nếu chúng ta đã nghĩ tới cái tình huống này thì chúng ta sẽ tiếp tục cho bệnh nhân tái khám theo dõi một vài tuần sau đó. Thì chúng ta sẽ thấy IgM anti-HBC nó dương và men gan nó sẽ tăng cao rất là rõ ràng của một trường hợp viêm gan siêu cấp. Và chúng ta sẽ theo dõi, nếu là người trưởng thành thì nó sẽ chuyển âm. Tức là nó diễn tiến điển hình một trường hợp viêm gan B cấp, nó chuyển âm HBR trong vòng 6 tháng mà thôi. Rồi, như vậy thì nếu quý đồng nghiệp hình dung, nếu chúng ta không làm cái anti-HBC để biết là anti-HBC âm, mà chúng ta chỉ nhìn thấy HBS ra dương, anti-HBS âm, thì chúng ta sẽ nghĩ là gì? Là tình huống số 1 đúng không? Là một người nhiễm CVD mạng, rồi khi men gan người ta tăng cao thì chúng ta sẽ chẩn đoán là viêm gan B mạng bùng phát ha, và bắt người ta uống thuốc năm này qua tháng nọ, rất là sai lầm. Tình huống đặc biệt nữa là gì? Là cả ba đều dương tính hết. Cái bộ ba này dương tính hết thì chúng ta gặp trong tình huống nào? Trước hết quý đồng nghiệp sẽ để ý cái mức độ dương tính của cái HBR và anti-HBS. Thì nếu nếu chúng ta chỉ làm định tính không làm định lượng đó, thì chúng ta có để ý cái chỉ số dương tính của HBR đó, cái chỉ số là COI hoặc là S trên CO. Thì nếu mà chúng ta thấy cái mức độ dương tính nó đều dương tính nhẹ nhẹ hết, anti-HBS cũng chỉ khoảng mười mấy đơn vị HBR dương tính nhẹ nhẹ, thì có khả năng đây là một cái quá trình hồi phục của nhiễm SUVB và thường là cấp. Như vậy thì HBS nó vừa 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 mất ha, vừa sắp sửa mất và anti-HBS nó đã xuất hiện. Tức là mình nói là cái giai đoạn cửa sổ miễn dịch nó bị khép lại vì anti-HBS nó xuất hiện lẹ quá đó. Thì trong trường hợp đó, quý đồng nghiệp chỉ kiên nhẫn cho kiểm tra lại sau đó thì chắc chắn là HBS nó mất đi và anti-HBS càng càng cao hơn. Thì đó là trường hợp may mắn. Nhưng mà chúng ta cũng có gặp những trường hợp mà cả hai HBR và anti-HBS đều dương tính rất là rõ, rất là mạnh, và kiểm tra hoài theo dõi trong vòng 6 tháng, sau nhiều lần kiểm tra thì cả hai nó vẫn cứ dương tính y như thế, thậm chí là chúng ta có thể thấy men gan nó hơi tăng lên luôn. Thì đây là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm hai cái subtype khác nhau của CVB hoặc là bị đột biến cái gen S, cho nên cái anti-HBS nó không có trung hòa được HBR. Ha, cả hai tồn tại song song, và trong trường hợp này thì chúng ta phải xử trí như một trường hợp nhiễm hoặc là viêm gan B mạng nếu mà thấy men gan tăng. Và một cái điểm đặc biệt là những cái nhóm mà có đột biến mà nó tồn tại song song như vậy nè thì cái nguy cơ ung thư nó rất là cao. Thì đây là mình trích trong một cái tài liệu nghiên cứu của các đồng nghiệp ở trong đó là các bác sĩ của bên Đại học Y khoa Đại học Y Dược đó. Thì ở đây có những cái con số mà chúng ta khá là ngạc nhiên, bởi vì cái sự tồn tại này á, theo cái nghiên cứu này nó khá là nhiều quá, tới 9,8% tổng số những cái bệnh nhân trong cái nghiên cứu này. Và cái chuyện nhấn mạnh là gì? Là nó tăng cái nguy cơ ung thư trong những cái nhóm này. Rồi, như vậy tóm lại, khi mà chúng ta bổ sung thêm cái anti-HBC vào cái xét nghiệm để phát hiện CVD, thay vì chúng ta chỉ làm HBSAg và anti-HBS, thì bổ sung thêm anti-HBC chúng ta sẽ có những cái ưu điểm gì? Rõ ràng chúng ta có cái anti-HBC, chúng ta sẽ có cái cơ hội phát hiện tiền căn bị nhiễm CVB. Và đây là chuyện rất là thường gặp nơi một cái xứ mà bệnh lưu hành cao như ở Việt Nam mình. Và nếu chúng ta thấy một người có tiền căn nhiễm thì chúng ta sẽ tò mò hỏi lây từ đâu ha? Mình đi tầm soát nguồn lây. Và nhân cái động tác mà đi tầm soát nguồn lây, chúng sẽ tăng cơ hội phát hiện những người mang CVB cần điều trị. Thì đặc biệt là đối với trường hợp mà những cái người mà họ có kháng thể đó, kiểm tra đi chích ngừa mà có kháng thể rồi anti-HBC là dương, là khẳng định là đã bị nhiễm trước đây đó, thì quý vị thường là hỏi ra là
là đối tác ở nhà, là người vợ người chồng hay gì đó, ở nhà chính là người mang CVB mà cần điều trị đó. Cho nên cái chuyện tầm soát nguồn lây là rất là quan trọng luôn. Khi mình phát hiện người này có tiền căn bị nhiễm thì phải truy ra người này bị lây từ đâu, và bản thân người đó cũng có một cái lợi là được cảnh báo là có nguy cơ bị tái hoạt nếu sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch để tránh những cái hậu quả đáng tiếc. Thì tới phần sử dụng ức chế miễn dịch thì mình sẽ nói rõ hơn, tức là chúng ta đừng nghĩ là phải to tát là dùng những cái thuốc ức chế gì đâu, thậm chí là prednisone liều 10 mg mà kéo dài trên 4 tuần là cũng đã có chuyện rồi. Rồi, và một cái nữa, mặc dù hiếm gặp nhưng mà đôi khi chúng ta cũng có thể bị nhầm, đó là cái trường hợp mà giai đoạn sớm của viêm gan siêu cấp. Vì nếu chúng ta không làm thì chúng ta sẽ chẩn đoán thành nhiễm siêu B mạn và viêm gan B mạn bùng phát, và xử trí phiền phức tốn kém cho bệnh nhân ha. Mình áp cho người ta một cái mãn tính mà còn bùng phát nữa là uống thuốc miệt mài luôn. Rồi, bây giờ chúng ta qua một cái tình huống thứ hai, là cái kia là người ta khỏe mạnh bình thường, để kiểm tra để đi chích ngừa thì chúng ta đề nghị về cái xét nghiệm tầm soát như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp người ta đã có biểu hiện bệnh lý về gan rồi, mình muốn biết cái chuyện men gan tăng hay là cái chuyện vàng da vàng mắt trước mặt mình đây có phải là do CVB gây ra hay không ha, hoặc là một người đã phát hiện CVHB đã ra dương tính rồi, bây giờ đến với chúng ta thì chúng ta cần làm những cái xét nghiệm gì, thì nó sẽ là đi theo một cái hướng khác, tức là đi một cái hướng chẩn đoán chứ không phải là tầm soát nữa. Thì cái nếu mà người ta chỉ mới có HB ra dương tính, chưa làm những cái xét nghiệm về xác định cái tình trạng viêm gan, thì chúng ta phải lần lượt làm đầy đủ những xét nghiệm căn bản bước đầu ha. Cái công thức máu thì cho thông tin gì? Tại vì nếu mà công thức máu mà hemoglobin giảm thì chúng ta coi chừng là vàng da tán huyết ha, hoặc là đã xơ gan, nhất là có kèm giảm tiểu cầu thì có thể đã xơ gan hay không. Rồi những cái tình trạng thận để đánh giá, chọn lựa điều chỉnh thuốc đặc trị. Và cái xác định là có viêm gan hay không thì chúng ta phải dựa vô là AST và ALT. Và chúng ta lưu ý cái giá trị bình thường ha. Giá trị bình thường trước đây theo Bộ Y tế của mình là nữ 25, nam 35, nhưng mà theo WHO24 thì nữ là 19 và nam chỉ là 30 thôi. Thì đây là, và chúng ta lưu ý đây chỉ là cái phản ứng thể hiện cái tình trạng gọi là viêm gan chứ không phải là chức năng gan. Thành ra cái tình trạng viêm gan có thể là tế bào gan nó bị viêm, nó tăng tính thấm màng tế bào thôi, thì cái men gan này nó đã tăng và thậm chí nó tăng rất là cao. Còn chỉ khi nào mà cái hiện tượng viêm này nó dữ dội, nó hủy hoại luôn cái tế bào gan thì cũng là men gan tăng, thì lúc đó nó có thể nó đi kèm với cái suy chức năng gan. Nhưng mà cái khía cạnh suy chức năng gan là xét nghiệm khác nha quý đồng nghiệp nhớ, tại vì chúng ta cứ hay quen là cứ xét nghiệm chức năng gan là chúng ta AST-LT, thì chính xác nó không phải là như vậy ha, nó là phản ứng viêm gan mà thôi. Và chúng ta lưu ý thêm một điểm nữa là cái thời gian phân hủy của hai cái men này nó rất là ngắn, ví dụ AST thì khoảng 17, ALT khoảng 47 giờ thôi, cho nên hai cái chỉ số này nó sẽ thay đổi rất là nhanh, trong vòng chừng 2 3 ngày quý vị kiểm tra lại thì đã thấy nó khác rồi đó. Một cái xét nghiệm nữa, nếu người ta vàng da vàng mắt thì rõ ràng rồi, nhưng mà chúng ta cũng cần coi bilirubin nó tăng như thế nào, và chúng ta lưu ý là thường là nó phải tăng gấp 2 3 lần thậm chí mới thấy được cái tình trạng vàng da trên lâm sàng. Cho nên có nghĩa là một người mà quý đồng nghiệp thấy người ta chưa có bị vàng mắt cũng chưa chắc là bilirubin người ta bình thường đâu ha, nhiều khi nó cũng đã tăng rồi đó. Và đứng trước một cái trường hợp mà bệnh lý có liên quan tới gan thì chắc chắn chúng ta phải có một cái siêu âm bụng, nhất là có vàng da vàng mắt để loại trừ cái tắc mạch cơ học. Và bên cạnh đó là chúng ta khảo sát cái cấu trúc gan ha, coi cấu trúc thô hay không, có dịch bán hay không, lượng ít quá khám lâm sàng chúng ta có thể không thấy ha, và chúng ta coi có ung thư hay những cái tổn thương khu trú gì hay không. Và bên cạnh đó là chắc chắn là luôn luôn làm cái động tác là tầm soát ung thư luôn bằng cái chỉ số AT bên cạnh siêu âm bụng. Rồi bây giờ mới nói tới cái chức năng gan, thì chức năng gan đó là chức năng tổng hợp albumin. Và ở albumin thì chúng ta biết là albumin là cái là do gan tổng hợp là chính, nhưng mà albumin nó giảm thì không phải là hẳn là do suy gan, mà có thể là do nó bị mất đi qua thận hay do một số bệnh lý khác nữa nha. Còn nếu là do gan thì nếu mà suy cấp mà giai đoạn sớm thì là albumin nó không giảm đâu, tại vì thời gian mãn hủy nó tới 2 3 tuần nữa. Còn cái tổng hợp, cái vai trò thứ hai, chức năng thứ hai là tổng hợp yếu tố đông máu, và chủ yếu là cái đường đông máu ngoại sinh, và chúng ta thường khảo sát là cái prothrombin thai đó, thì cái giá trị này nó sẽ biến động rất là nhanh. Và chúng ta có hai cái chỉ số mà đã được chuẩn hóa là cái tỷ lệ prothrombin bình thường và cái INR đó. Vậy thường chúng ta tùy quý đồng nghiệp thấy cái nào thuận tiện dễ nhớ thì dùng thôi, nhưng mà thường là chúng ta hay dùng cái tỷ lệ này hoặc INR chứ không dùng cái prothrombin thai trực tiếp, bởi vì nó hơi biến động theo cái phòng xét nghiệm. Và nhớ là cái này nó cũng giảm rất là nhanh, chỉ sau vài ngày ha, thậm chí là vài giờ sau thì nó đã có bắt đầu có biến động rồi đó, nhưng mà nó giảm rõ rệt thì chỉ một vài ngày sau trong cái tình trạng suy chức năng gan.
trong khi albumin thì cần tới 2-3 tuần. Và khi cái kết quả này bất thường thì nó có hai vấn đề, hoặc là do cái nhà máy là cái những cái tế bào gan tổng hợp ra yếu tố đông máu nó đã bị hư hại, nó không còn sản xuất nữa, hoặc là nó thiếu nguyên liệu, bởi vì những cái yếu tố đông máu trong cái đường đông máu ngoại sinh này thì thường có nguyên liệu là vitamin K. Chính vì vậy chúng ta có một cái động tác là test Colan, tức là chúng ta chích vitamin K để xem là cái nhà máy khi mà được cung cấp đủ nguyên liệu là vitamin K thì nó có tạo ra được sản phẩm hay không. Thì nếu sau khi chúng ta chích vitamin K mà kiểm tra lại mà nó không về giá trị bình thường, tức là nguyên liệu đã cung cấp đầy đủ rồi mà nhà máy không có hoạt động được, thì lúc đó chúng ta kết luận là suy chức năng gan. Thì cái liều ở đây thì mình có ghi các đồng nghiệp tham khảo ha, thì thường là chúng ta sẽ kiểm tra sau khi chích đủ 3 liều kiểm tra một ngày, và nếu không trở về bình thường thì chúng ta có quyền kết luận là suy chức năng gan. Rồi một cái nữa là chúng ta sẽ đánh giá sơ hóa gan, đánh giá sơ hóa gan để mà quyết định ha, cái tình trạng bệnh nhân là đã sơ gan chưa, và quyết định cái chế độ theo dõi tầm soát luôn. Đương nhiên là khi mà tình trạng gọi là nếu sơ gan mất bù rõ ràng thì khỏi cần làm, chúng ta cũng đã biết là sơ gan, nhưng mà cái giai đoạn sớm ha, thì chưa sơ gan, những giai đoạn sơ hóa trước thì chúng ta phải có cái đánh giá sơ hóa gan, vì nó ở nhiều mức độ, từ tức là bình thường là F1 cho tới sơ hóa đáng kể F2, F3 và sơ gan là F4. Thì chỗ này mình cũng xin lưu ý luôn là mình có hai cái cách tính ha, là cái chiết xuất Apri theo cái công thức này, hoặc là dùng những cái chẩn đoán hình ảnh, và hiện giờ phổ biến nhất là cái kỹ thuật FibroScan để đo cái độ đàn hồi thoáng qua. Thì trong cái phác đồ của Bộ Y tế mình vẫn dùng cái điểm cắt mà tính sơ gan là 11 kPa, nhưng mà theo WHO á thì là tới 12,5, thì cái này là cái mới bổ sung. Quý đồng nghiệp mình lưu ý nếu mình xài theo Bộ Y tế mình là 11 nha, là đã tính là F4, và ngoài ra thì còn nhiều cái kỹ thuật khác nữa thì mấy đồng nghiệp tham khảo thêm. Thì ở đây là cái văn bản ở trong WHO 24 á, thì họ nói rõ ràng, tức là đánh giá sơ hóa thì họ dựa vào cái FibroScan với cái giá trị là trên 12,5 kPa. Và khi nói tới cái việc đánh giá sơ hóa gan mà không phải bằng sinh tiết, bằng những cái kỹ thuật hoặc là xét nghiệm máu, hoặc là những cái đánh giá cái độ cứng của gan, thì nó có rất là nhiều sai số. Thì mình cũng không phải chuyên gia chẩn đoán hình ảnh cho nên cũng không có dám nói nhiều, chỉ chia sẻ hai cái chuyện mà thực tế mà chúng ta hay gặp, đó là những cái tình trạng mà phản ứng viêm gan cấp. Thì có rất là nhiều bệnh nhân là đang bị viêm gan bùng phát, viêm gan mạn bùng phát, hoặc thậm chí chỉ là viêm gan cấp thôi, men gan đang tăng rất là cao mà lại đi thực hiện cái đánh giá sơ hóa gan lúc đó, thì thế nào cũng lòi ra F4 và rất là hoang mang sợ hãi luôn. Nhưng mà khi cái hiện tượng viêm ổn định kiểm tra lại thì thấy chỉ là F01 thôi ha, chứ không tới nỗi nào. Cho nên là thường là quý đồng nghiệp để ý, nếu mà thấy ALT mà nó tăng trên 5 lần rồi đó thì chúng ta không có nên nên đề nghị cái đánh giá sơ hóa bằng những cái kỹ thuật hình ảnh, mà kể cả tính bằng Apri hay cái gì mà men gan tăng cao quá, quý đồng nghiệp đánh giá cũng sai à. Nói tóm lại là đừng có đánh giá sơ hóa khi đang có cái phản ứng viêm cấp. Rồi một cái nữa hay sai mà cũng sai lãng xẹt lắm là nó liên quan tới cái bữa ăn. Thì mình đã có một bệnh nhân là là tuân thủ rất là tốt và tuân thủ điều trị rất là tốt, mọi chuyện đều êm đẹp và kiểm tra định kỳ là F01. Tự nhiên có một hôm lòi ra tới là 8 thứ mấy kilopascal là F2 mà gần qua F3 luôn. Thì hỏi ra là ăn một bụng cơm no buổi trưa, xong rồi đi ngang cái chỗ làm xét nghiệm thấy trống vắng quá cho nên tấp vô làm luôn, tức là với một cái bụng cơm no thấy trưa trưa chỗ đó người ta vắng nhào vô làm luôn, kết quả là nó ra. Và sau đó thì đây là một cái nhân vật rất là cẩn thận, cho nên sau đó là đã để bụng đói đàng hoàng đi kiểm tra lại, và chính xác đúng là F01 như trước giờ cũng như vậy. Cho nên cái này cái động tác rất là nhỏ nhưng mà ảnh hưởng nhiều đó, rõ ràng lắm. Cho nên quý đồng nghiệp nên khi cho chỉ định là nên ghi sẵn cho bệnh nhân, chứ mình dặn miệng xong ta cũng quên, phải ghi rõ ràng là phải thực hiện sau ăn ít nhất là 3 giờ. Rồi còn nếu và chẳng may khi mà chúng ta đã đánh giá đúng rồi đó, không loại trừ hết những cái yếu tố gây nhiễu mà lại lòi ra là F4 thì làm sao? Thì đó là chúng ta phải bỏ vô ha, những cái xét nghiệm lúc nãy chúng ta làm nó bili albumin rồi trombin gì đó, và bối cảnh lâm sàng nó chúng ta bỏ vô đây để chúng ta tính điểm, và chúng ta sẽ có một cái chẩn đoán là sơ gan còn bù hay là mất bù dựa thôi cái bảng điểm này. Rồi bây giờ nãy giờ là chúng ta đi lòng vòng nói viêm gan, nói đánh giá chức năng gan, rồi bây giờ mới đi vô chủ đề chính là chẩn đoán đổ tội cho con CVB gây bệnh nè, thì chúng ta phải làm xét nghiệm gì. Thì cái mục đích làm xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán để xác định là đúng bệnh này là phải do con CVB gây ra hay không, và nếu do nó thì là bệnh cấp hay mạn ha, và có chỉ định để điều trị đặc hiệu hay không. Thì nếu một người bị lần đầu tiên ha, bị viêm gan đến với quý đồng nghiệp
và mình muốn xác định là cái tình trạng này có phải do CVB gây ra hay không đó, thì quý đồng nghiệp bắt buộc phải làm cả hai là HBLR và IgM-TXC, làm đồng thời một lúc hai cái xét nghiệm này ha. Còn chỉ khi nào mà người ta đã báo cho quý đồng nghiệp biết là người ta đã có HBLR dương trước đây rồi, có những xét nghiệm trước rồi, thì chúng ta chỉ cần kiểm lại HBSAg lần này xem như thế nào thôi, chứ còn không làm IgM nữa. Nếu không có tiền căn gì hết thì chúng ta bắt buộc phải làm cả hai. Và khi chúng ta thực hiện bước này mà thấy là có HBLR dương và IgM anti-HBC âm, hoặc là đã có HBLR dương hơn 6 tháng trước rồi và hiện tại vẫn còn dương, thì cái khả năng là gì? Là người này ha, là viêm gan siêu vi mạng đó, thì chúng ta nên thực hiện tiếp là HBeAg và định lượng DNA-HBV để coi cái tình trạng tăng sinh như thế nào. Và trong trường hợp mà đã xác định HBLR dương rồi thì chúng ta có quyền tầm soát luôn siêu vi C, đây là Bộ Y tế cho phép nha, không có sợ bị xuất toán. Còn tầm soát HIV và HDV thì cân nhắc tùy trường hợp. Thì đây là mình cắt luôn cái văn bản của Bộ Y tế cho quý đồng nghiệp tham khảo để yên tâm ha. Thì trong cái văn bản này siêu vi C thì có ghi rõ ràng rồi đây. Còn cái có một dòng chữ là xét nghiệm khác theo chỉ định lâm sàng, tức là mình vẫn có thể tầm soát HIV tùy, nếu mà chúng ta thấy có những cái yếu tố nghi ngờ gì đó, tức là chúng ta không bị gói gọn như đây mà chúng ta có quyền làm thêm nếu chúng ta có những cái bằng chứng gì nghi ngờ. Còn Tổ chức Y tế Thế giới là 2024 thì họ nói rất là rõ ràng nha, trước một cái trường hợp HBV dương thì họ là đánh giá luôn cả ba, tức là HIV, HDV và HCV. Đây là cũng gần gần cái tiếp cận cũng gần giống như mình, tức là đánh giá được cái mức độ sơ hóa nè, tình trạng viêm tải lượng CVV như thế nào, về cái bệnh sử thì họ tầm soát những cái yếu tố đồng nhiễm, những cái bệnh đồng mắc ha, những cái bệnh ức chế miễn dịch tiền căn gia đình. Và trong này thì chúng ta lưu ý cái bệnh đồng mắc thì họ lưu ý là tiểu đường và những cái bệnh gan nhiễm mỡ đó ha, và họ có những cái kế hoạch chăm sóc chung như là thay đổi lối sống, chuẩn bị điều trị và ngăn ngừa lây nhiễm, tức là họ có một cái tiếp cận rất là bài bản trước một trường hợp HBR dương. Thì nói tóm lại thì để chẩn đoán một trường hợp viêm gan CVB thì chúng ta có ba bước ha. Trước hết là nếu lâm sàng có vàng da nim thì chúng ta cần xác định là người này không có tình trạng sốt cao, không có cơn đau quặn gân mà không thiếu máu. Và về xét nghiệm thì chúng ta có thấy tình trạng men gan tăng và loại trừ những trường hợp tắc mật cơ học. Nếu mà không phải là trường hợp mà men gan tăng quá cao thì chúng ta có thể đánh giá cái sơ hóa gan luôn. Còn men gan tăng cao thì chúng ta phải lưu ý gì? Đánh giá chức năng gan ha, xem đã có suy gan gì chưa. Và chúng là làm những cái huyết thanh chẩn đoán và tổng hợp cả ba cái nhóm này lại thì chúng ta mới đưa ra được cái chẩn đoán xác định. Thì trước một trường hợp viêm gan và đã loại trừ nguyên nhân khác và huyết thanh chẩn đoán với đồng nghiệp ra được là HBsAg dương và IgM anti-HBC dương, thì chúng ta có những cái tình huống này. Thứ nhất là đây là viêm gan siêu vi cấp, khả năng là như vậy. Cái thứ hai nữa là tối cấp, có nghĩa là nó còn nặng hơn cấp nữa, sau này bệnh nhân sẽ xuất hiện những cái rối loạn đông máu bệnh cảnh não gan, tức là diễn tiến nó sẽ nặng nề hơn, phải cảnh giác. Và có thể 10 đến 20% trường hợp đó là viêm gan B mạn bùng phát. Về mặt bùng phát thì có một cái mà kinh nghiệm là cái chỉ số dương tính của IgM anti-HBC trong trường hợp viêm gan mạn phát này nó thường nó thấp, nhưng mà thực sự ngoại lệ nó vẫn có những trường hợp nó dương tính rất là cao. Và gần đây trong cái group cộng đồng các bạn đã chia sẻ, quý đồng nghiệp có chia sẻ một trường hợp đó là IgM anti-HBC thậm chí là dương tính tới 30 mấy chấm trên một cái người, mà khổ nỗi người này lại không có báo cho bác sĩ biết về cái tiền sử là mình đã bị CVB trước đây theo dõi nhiều năm, mà chỉ có bệnh rồi đi tới vàng da vàng mắt tới bác sĩ khám mà giấu cái tiền sử bệnh, cho nên bác sĩ thấy IgM anti-HBC dương tính bằng gì, bác sĩ chẩn đoán lầm là viêm gan B cấp và không có cho chỉ định điều trị liền mà còn cho theo dõi ha. Thành ra là nhớ là chúng ta phải hỏi kỹ cái tiền sử bệnh ha, chúng ta phải hỏi kỹ cái tiền sử của bệnh nhân dù là IgM anti-HBC dương đó, nhưng mà hỏi kỹ lại là trước giờ có xác định là có nhiễm CVD chưa. Nếu người ta đã có tiền sử trước đây thì dù IgM anti-HBC dương thì chúng ta phải biết đây là gì, là viêm gan B mạn bùng phát. Và một cái chia sẻ nữa là những trường hợp mà IgM anti-HBC dương trong viêm gan B mạn bùng phát đó, nó thể hiện cái tình trạng gì? Nó thể hiện là hoặc là cái tải lượng CV rất cao, hoặc là cái đáp ứng miễn dịch rất là mạnh, và thông thường là bệnh nó sẽ diễn tiến khá là nặng. Cho nên quý đồng nghiệp phải rất là cảnh giác với những trường hợp viêm gan B mạn phát mà HBCAg nó dương, IgM anti-HBC nó dương á, tức là nó giả bộ giống như viêm gan siêu vi cấp
mà bản chất nó là mạn bùng phát thì nó lại cực kỳ nguy hiểm ở cái chỗ là đáp ứng viêm của nó mãnh liệt và cái tải lượng siêu vi của nó rất là cao, bởi vậy nó mới kích hoạt cái IgM dương tính trở lại y như là người ta ngỡ ngàng mới gặp nhau lần đầu vậy đó, rất là nguy hiểm. Rồi còn nếu quý đồng nghiệp sẽ thấy một trường hợp mà HBLR âm chỉ có IgM TH2C dương thì chúng ta thở phào, cái này chắc cú nó là B cấp rồi, không phải sợ lẫn lộn gì mạn bùng phát cả, bởi vì nó đã mất HBLR rồi đúng không, và đây là chúng ta có là B cấp giai đoạn cửa sổ như cái sơ đồ lúc ban đầu mình có trình bày rồi đó, tức là HBS do cái đáp ứng miễn dịch mạnh quá đi cho nên nó mất đi rất là nhanh, và khi bệnh nhân còn triệu chứng đến với mình thì nó không còn mầm bệnh mà nó chỉ còn một cái kháng kháng thể là IgM TH2C thôi. Thì về điều trị thì không thông thường là viêm gan siêu vi cấp, nói chung B cũng vậy, là thường chỉ điều trị triệu chứng thì nó có những cái món thuốc điều trị triệu chứng làm giảm men gan mà chắc là tất cả chúng ta đều đã biết rồi, ví dụ như nhóm silymarin hoặc là nhóm BDD, thì lưu ý là những cái nhóm này là nó không có đưa vô textbook, không đưa vô một cái phác đồ hay guideline gì cả nha, thì nói chung là kinh nghiệm sử dụng thì thấy nó có vẻ là nó cũng giảm nhanh nhanh đó, nhưng mà nó không được khuyến cáo cho trẻ em và phụ nữ có thai đâu. Người bình thường quý đồng nghiệp muốn dùng thì dùng, nhưng mà đừng có đụng tới hai cái đối tượng này ha, tại vì nó không có đưa vô một cái guideline sách vở gì cả. Rồi và một cái nữa là nếu cái tỷ lệ protein nó thấp thì đó chúng ta sẽ làm cái test Cholesterol, thử vitamin K thử coi nó có bù đắp được phần nào cái tình trạng do tắc mật hay không ha, hoặc là gan nó đã suy hay chưa, thì chúng ta dựa vào cái test này chúng ta cho men tụy để giúp cho tiêu hóa thức ăn, những cái viêm men tụy, dịch truyền dinh dưỡng nếu ói quá hoặc là phải những trường hợp có nguy cơ hôn mê gan thì phải xử trí giảm cái gánh nặng amô nhắc và có thể phòng ngừa xuất huyết tiêu hóa trong những cái trường hợp nặng, và chỉ những cái trường hợp mà viêm gan cấp diễn tiến nó phức tạp có nguy cơ suy chức năng gan thì chúng ta có thể dùng thuốc đặc trị. Và ở đây thì mình ghi cho quý đồng nghiệp là cắt dán luôn nguyên văn trong cái phác đồ Bộ Y tế để quý đồng nghiệp tham khảo cho yên tâm ha, khi mà bị truy hỏi giống như cái đồng nghiệp kia đó thì có bằng chứng đưa ra. Thì ở đây mình chia sẻ một chút xíu thôi, cái về vấn đề vitamin K đó thì tim bắp ở ở phác đồ thì họ có ghi tim bắp hoặc tim mạch, nhưng mà thật sự thì cái chuyện tim bắp này cũng là vấn đề tranh cãi, tại vì nhiều người nói là khi mà đang rối loạn đông máu nhiều mà nếu mà tim bắp thì đôi khi là nó có thể thành cái khối máu tụ đó, thành ra là nếu trường hợp đó thì người ta nên là tim mạch ha, hoặc là tim dưới da, thì cái này nói chung là nó cũng không phải là một cái khuyến cáo chính thức gì cả, mình chia sẻ về cẩn thận cho đồng nghiệp thôi. Và ở đây thì người ta cũng mở đường đó, tức là những cái chuyện mà chống phần não lọc huyết tương thì tùy cái điều kiện của chúng ta và tình trạng nặng thì có thể là phải sử dụng tới. Rồi còn khi nào thì sử dụng thuốc đặc trị, thì ở đây là thuốc sử dụng thuốc đặc trị thì những cái thuốc mình chọn lựa nó cũng giống như là điều trị viêm gan siêu vi B mạn thôi, cách uống thì cũng như vậy, nhưng mà cái thời điểm là gì, là uống cho tới khi mất HBLR mà không có đếm xỉa gì tới cái định lượng DNA HBV cả nha, chỉ lưu ý cái HBLR thôi. Thì giống như lúc nãy mình nói đó, đối với viêm gan siêu B cấp thì chúng ta không đếm xỉa gì tới HBV DNA cũng như HBEAG, chúng ta chỉ để ý cái HBLR mà thôi. Thì chỉ định là gì, nếu mà tối cấp tức là vô hôn mê gan luôn thì đương nhiên quá nặng rồi và phải xử trí liền. Cái tình huống thứ hai là có một cái tình trạng vàng da khá rõ, bilirubin nó tăng trên 3 và nó cộng thêm nữa một cái tiêu chí nữa là hoặc là bệnh não gan. Ở đây thì nó không hẳn là hôn mê gan, có thể là bệnh não gan độ 1, độ 2 gì đó thôi ha, và có những cái bằng chứng đe dọa suy chức năng gan, ví dụ INR nó lớn hơn 1,5, hoặc là những trường hợp mà cái tình trạng nó kéo dài trên 4 tuần mà bilirubin càng ngày càng tăng, thì đây là những cái chỉ định mà có thể sử dụng thuốc đặc trị. Nhưng mà xin lưu ý với quý đồng nghiệp như lúc nãy mình đã nói rồi, nếu chúng ta không có cái tiền căn xác định trước đây là người này là HBLR trước đây, người này là âm, bây giờ nó mới dương đó. Nếu chúng ta có bằng chứng trước đây mấy tháng trước đây HBLR là âm, bây giờ nó mới chuyển sang dương thì chúng ta mới yên tâm được đây là trường hợp viêm gan B cấp. Còn nếu mà chúng ta chỉ dựa vô HBAR dương và IgM anti-HBC dương để chúng ta nói là B cấp thì chúng ta có 10 đến 20% nhầm lẫn là viêm gan B mạn bùng phát mà chúng ta nhầm lẫn. Và như mình nói, nếu B mạn bùng phát nó đã thân nó đã nguy hiểm rồi mà nó còn thêm cái IgM anti-HBC dương giả nữa thì nó cực kỳ nguy hiểm. Nó cực kỳ nguy hiểm, và nếu mà chúng ta chờ cho bệnh nhân mà đủ tiêu chuẩn này để trị thì chắc là thôi thôi rồi, gan không có nổi đâu nha. Thành ra là chúng ta phải hết sức là linh động nha. Nếu không có chắc chắn thì thà chúng ta đánh lầm còn hơn bỏ sót. Quý đồng nghiệp có quyền ghi chẩn đoán là theo dõi viêm gan B mạn bùng phát.
và có ghi chẩn đoán phân biệt là viêm gan B cấp cũng được, tại vì nó có IgM anti-HBsAg dương. Chúng ta cứ ghi chẩn đoán vậy, chúng ta làm định lượng của chúng ta điều trị theo viêm gan B mạn bùng phát đi, rồi chúng ta theo dõi về sau. Nếu mà nó mất HBsAg ra thì thôi, nó là B cấp nhưng mà mình cũng cứu được người ta rồi. Chứ còn hơn mà mình cứ máy móc tuân theo như thế này thì có thể là cứu không kịp nếu người ta làm. Đây là nguyên văn trong cái phác đồ Bộ Y tế, mình cắt dán luôn để quý đồng nghiệp tham khảo và so sánh luôn ha. Thì đây là những cái tiêu chuẩn để điều trị đó, nguyên văn trong đó. Bây giờ nói tới cái chuyện theo dõi bệnh nhân viêm gan siêu cấp thì đương nhiên rồi, những cái bệnh mà cấp thì chúng ta luôn luôn phải để ý cái diễn tiến gì có nguy cơ rơi vô cái suy chức năng gan cấp hoặc là suy chức năng gan mạn ha. Đây là cái dấu hiệu người ta đã liệt kê ra cho mình, và đây là những cái xét nghiệm mà phác đồ của Bộ Y tế họ liệt kê ra cho mình, cho phép mình làm. Nhưng mình xin chia sẻ với đồng nghiệp là ở chị điểm này, nếu thật sự một người đã viêm gan cấp, mình gọi là cấp, có thể là cấp hoặc là mạn bùng phát mình chưa rõ đó, men gan nó đã tăng rất là cao ha, có thể là 500 700, có khi tới cả ngàn, thì quý đồng nghiệp đừng có chờ 1 tuần hoặc 2 tuần mà xét nghiệm thì nó trễ mất rồi, mà mình phải kiểm tra mỗi 2 3 ngày thôi. Và những trường hợp này tốt nhất là cho người ta nhầm viện nha. Và cho dù cái thời điểm mà quý vị thấy men gan tăng 1 2 ngàn đó, cái chỉ số INR đó vẫn hết sức bình thường, quý đồng nghiệp vẫn cứ nên cho người ta nhập viện hoặc là tái khám rất là chặt chẽ để kiểm tra lại cái chỉ số SLT và men gan mỗi 3 ngày thôi. Bởi vì những cái chỉ số này chừng 1 2 ngày là nó đã biến động rồi nha, và chúng ta sẽ thấy là cái tình trạng bệnh nhân có thể sẽ diễn tiến rất là nặng, rơi vô cái suy gan cấp đó. Rồi, còn một chuyện nữa là ở đây người ta cho xét nghiệm HBsAg và anti, tức là qua cái cơn nguy kịch rồi đó, theo dõi về sau đó thì cho xét nghiệm HBsAg và anti-HBs ở thời điểm tuần thứ 12. Thì mình cũng xin can luôn là đừng làm vậy, phí tiền. Anti-HBs ở tuần thứ 12 không bao giờ nó có, nó rất là lãng phí. Và thậm chí là ở cái thời điểm HBs nó vẫn còn dương nữa, cho nên ở thời điểm 12 tuần mà bệnh nhân yên ổn rồi đi tái khám thì chúng ta chỉ nên kiểm tra HBsAg mà thôi. Rồi đợi tới 6 tháng thì hãy kiểm tra anti-HBs. Và cho dù ở 3 tháng HBsAg âm thì 6 tháng chúng ta kiểm tra một lần nữa HBsAg âm lần thứ hai cho nó an toàn nha, âm lần thứ hai. Và ở đây thì khuyến cáo là nếu nếu 6 tháng mà chưa có anti-HBs thì cho chích ngừa luôn thì cũng được. Nhưng thật ra quý đồng nghiệp phải biết là anti-HBs nếu ngay thời điểm 6 tháng thì chỉ có 30% khả năng là viêm gan B cấp họ tạo ra được thôi. Đến khoảng 12 tháng thì nó có thể tới 80% mới có. Nhưng mà chúng ta sợ bệnh nhân không quay lại nữa, bỏ sót thì thôi. 6 tháng mà chưa có kháng thể thì quý đồng nghiệp cho chích ngừa luôn cũng được ha. Nhưng mà mình xin chia sẻ một cái chuyện mà quý đồng nghiệp nhớ là men gan mà nó tăng cao dữ dội thì đừng có chờ tới cả tuần lễ mới kiểm tra lại, nhất là cái INR này. Nó sẽ diễn biến rất là nhanh. Chừng 2-3 ngày mình phải kiểm tra lại để mình phát hiện kịp thời là nó bị vô cái suy chức năng gan cấp. Còn đây là cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới thì họ cũng cũng giống giống mình, tức là họ cũng chấp nhận là đa phần thì nó tự ổn định và những cái trường hợp nặng thì mới điều trị. Có điều là cái thời gian điều trị thì họ nói có lẽ là nó khá 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 là lạ lùng, tức là ở đây thời gian điều trị thì họ khẳng định là cũng không có xác định và có thể kéo dài cho tới khi mà chuyển đổi tới anti-HBs, thì này cũng vô lý quá ha. Thì những cái này thì với đồng nghiệp tham khảo thôi, mình nghĩ là không có nên theo cái Tổ chức Y tế Thế giới về cái khuyến cáo này, nó không có. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái tình huống biện luận tiếp là nếu HBs dương và IgM anti HBs âm, chúng ta theo dõi đây là những cái trường hợp là viêm gan siêu vi B mạn. À, mình cũng nhắc luôn đồng nghiệp là những cái trường hợp này là chúng ta nhớ là kèm cái là mình có cái anti HBC nó dương đó nha, tức là có bằng chứng là nó dương ở cái IgG đó, là theo dõi viêm gan B mạn thì xem xét chỉ định điều trị thì chúng ta dựa vô mức độ tăng siêu vi cái tình trạng viêm gan đó, tức là men gan tăng như thế nào, siêu vi tăng sinh như thế nào, tình trạng sơ hóa gan và những cái yếu tố khác thì cái tiêu chuẩn điều trị. Thì để cho dễ nhớ chúng ta nhớ 2 điểm thôi, tức là siêu vi sẽ tồn tại và tăng sinh, đây là cái tiêu chuẩn tồn tại trên 6 tháng và nó tăng sinh có ý nghĩa với những cái chỉ số như thế này. Và ý thứ hai là có một cái tổn thương gan tiến triển thể hiện bằng men gan tăng gấp đôi ha, cái chỉ số mà chuẩn bình thường ở nam nữ theo phác đồ của Bộ Y tế mình như thế, hoặc là FibroScan là F2 thì đây là tiêu chuẩn điều trị. Còn nếu mà chưa thỏa thì chúng ta lưu ý có trường hợp là nếu là sơ gan chỉ cần trên ngưỡng phát hiện là điều trị ha, trên ngưỡng phát hiện là điều trị, không cần nó phải cao bao nhiêu và men gan bình thường. Một cái nữa là chúng ta để ý cái tuổi trên 30. Nếu là tuổi trên 30 thì chúng ta chỉ cần là có 3 lần kết quả men gan tăng trên trên giá trị bình thường, không cần gấp đôi ha. Và cái tải lượng siêu vi cao như thế này thì là phác đồ của Bộ Y tế này cho phép điều trị.
Trường hợp thứ ba là có tiền căn xơ gan, ung thư gan trong gia đình thì có điều trị cũng chẳng có giới hạn về men gan hoặc tải lượng siêu vi gì hết, tái phát sau khi ngưng trị cũng cho điều trị luôn ha, biểu hiện ngoài gan cũng cho điều trị luôn, không có giới hạn. Nhưng mà đây chúng ta lưu ý thêm những cái khuyến cáo mới, đây là những cái khuyến cáo của Bộ Y tế mình, còn những cái khuyến cáo mới của WHO 2024 thì đều tích cực hơn nữa, tích cực hơn nữa, và chúng ta cần phải tham vấn rõ cho bệnh nhân. Thì ở đây quý đồng nghiệp nhìn lại ha, đây là mình cắt dán đầy đủ luôn cái chỉ định dùng điều trị của phác đồ Bộ Y tế 2019 đó, thì chúng ta để ý là rất là chặt chẽ nha, nếu mà men gan là phải ít nhất 3 lần ha, trong 24 tháng tuần men gan phải tăng như thế này đó, thì nhiều cái nó gò bó khá là chặt chẽ rồi. Còn bên Tổ chức Y tế Thế giới á, thì ở đây thì họ làm rõ thêm cái ý là tái phát á. Thì ở tái phát họ nói rõ ràng là chỉ cần HBS AG hoặc là HBE mà trở nên nó dương tính trở lại ha, còn cái men gan tăng hoặc tải lượng thì hoặc là phát hiện trở lại, thì đây là những cái mà họ nói cho mình rõ ràng hơn thì thế nào là tái phát. Và ở đây thì họ cũng nói về cái biểu hiện ở ngoài gan là họ đánh giá là tới 20% là những bệnh nhân viêm gan B thì có những cái biểu hiện mà ở ngoài gan, và khi điều trị suy B thì những cái biểu hiện này ví dụ như viêm khớp, ví dụ viêm vi cầu thận thì nó cải thiện rất là rõ rệt. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhìn cái bốn cái khuyến cáo quan trọng để điều trị của Tổ chức Y tế Thế giới, thì ở đây là họ áp dụng từ 12 tuổi trở lên, bao gồm cả người có thai luôn nha, bao gồm cả người đóng thai. Thì cái thứ nhất thì chúng ta sẽ để ý cái khác của họ là chỉ cần F2 ha, trong khi cái xơ gan của mình là F4 ha, thì ở đây là chỉ cần F2, mà F2 thậm chí là không quan tâm tới là bất kể CVB chứ không yêu cầu trên ngưỡng luôn, tức là nó vô cùng rộng, nó khác với cái khuyến cáo của Bộ Y tế mình ha. Rồi còn á, trong trường hợp mà có tải lượng siêu vi thì chỉ cần yêu cầu tải lượng siêu vi là trên 2.000, và men gan chỉ cần trên cái giá trị bình thường, trên giá trị bình thường chứ không phải là tăng trên 2 lần nữa. Rồi một cái nữa là họ khuyến cáo là có những bệnh đồng mắt ha, thì cái này cũng gần gần giống như Bộ Y tế mình, nhưng mà có cái bệnh đồng mắt này thì bên Bộ Y tế mình chưa hề khuyến cáo nè, đó là tiểu đường ha, những cái bệnh gan, nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa, và chúng ta thấy cái bệnh này ở xứ mình càng ngày càng nhiều, và nó được xếp vô những cái bệnh đồng mắt mà có thể chữa ngay bất chấp BVDNA là bao nhiêu luôn đó. Rồi một cái cuối cùng là ghê gớm hơn là không hề biết định lượng CVB là cái gì, chỉ cần men gan tăng kéo dài, đơn thuần kéo dài là đã có chỉ định điều trị rồi à, và như vậy thì trường trường theo dõi là chỉ có là tải lượng CVB dưới 2.000, men gan hoàn toàn bình thường và không có bất kỳ cái bệnh kèm theo thì mới là theo dõi. Thì ở đây chúng ta lưu ý là họ mở rộng như vậy bởi vì trong bốn cái khuyến cáo của họ thì chỉ có một cái khuyến cáo duy nhất là cần tới định lượng siêu vi thôi, chắc là để cho nó dễ tiếp cận đó. Thì đó, và ở đây thì họ cũng nói luôn là những cái test mà không không xâm lấn á, ví dụ như là test cỡ như FibroScan scan của mình á, thì không có dùng để đánh giá sơ hóa cho trẻ em và thanh thiếu niên nha, mình không có áp dụng cái F2 bằng những cái kỹ thuật này được ha, mà không lẽ sinh thiết gan cho nên cũng thua. Rồi còn cái giá trị thì ở đây như lúc nãy mình có nói là nam là dưới 30, nữ là dưới 19, và với điều kiện là phải có hai cái giá trị AL ALT cao hoặc thấp hơn cái này thì mới 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 đánh giá, chứ không phải là chỉ làm một lần mà chúng ta kết luận là bình thường hoặc là tăng ha, và chúng ta phải nhớ yêu cầu là hai cái thì mới kết luận. Và ở đây có một cái cũng khá là thú vị là họ nói là nếu trong thai kỳ thì cái men gan này thường á trước đây nó cao, thì trong thai kỳ do cái gọi là cái tình trạng dung nạp miễn dịch trong thai kỳ thì men gan nó có thể về bình thường, cho nên muốn đánh giá để mà tăng men gan để mà điều trị gì đó thì phải xem xét đánh giá lại ha, sau khi mà xanh thì lại phải đánh giá lại. Và còn một cái chuyện mà khá là quan trọng và mình thấy là rất là hay, quý đồng nghiệp mình cần lưu ý á, tức là họ lưu ý trước khi mà điều trị thì lưu ý đánh giá về thận ha. Thì cái chuyện mà đánh giá độ lọc cầu thận thì chúng ta đã quen làm rồi, nhưng có một chuyện mà bản thân mình giờ mình đọc mình thấy mình cũng đã rất là sai sót, tức là thật ra mình không có để ý tới cái chuyện đạm niệu hoặc là đường đường trong nước tiểu, tức là nôm na ở đây người ta nói là dùng cái que, dùng cái que thử hoặc là mình làm cái tổng phân tích nước tiểu để mình coi là có bị vi đạm niệu hay là có đường trong nước tiểu, không phải bệnh tiểu đường nha, người ta bị thoát đường trong nước tiểu do cái bệnh lý của thận. Thì người ta thấy là có nhiều trường hợp là độ thanh lọc của thận vẫn bình thường, nhưng mà khi làm cái que test này thì phát hiện là đã có bất thường về vi đạm niệu hoặc là bị bất thường về cái tái hấp thu gluco ở trong cái trong 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 thận rồi, tức là nó là cũng một cái báo động thận bất thường đó, và thật sự là mình không có làm cái này.
Không biết quý đồng nghiệp thì sao, chứ nhận xét bản thân mình thì trước đây mình chưa từng để ý tới cái chuyện này. Mình chỉ để ý tới là cái độ lọc thận và những cái yếu tố khác, thì đó là những cái yếu tố bệnh lý thận này nọ thì mình có, nhưng mà cái chỗ đường chạy vi đạm niệu thì mình không có để ý. Rồi có một chi tiết nữa cũng khá là thú vị, tức là nguy cơ mà bệnh lý thận người ta để ý tới những người mà gọi là nhỏ con nhẹ cân quá đó, cái trọng lượng dưới 50 kg, thì cái này cũng là một điều rất là thú vị. Và quý đồng nghiệp mình phải để ý, người Việt Nam mình đều đều hay bị rơi vô cái chuyện này, tức là cái nguy cơ là quá nhẹ cân là cũng là một cái nguy cơ là tổn thương thận. Và nếu quý đồng nghiệp để ý mình dùng cái công thức ước tính độ lọc cầu thận theo cái cốc pro đó, thì là cùng một cái creatinine nhưng mà những người mà nhẹ cân thì luôn luôn là sẽ có độ thanh lọc nó thấp hẳn đi, để chúng ta chú ý đó. Đây là những cái mà lưu ý chuẩn bị trước khi điều trị, mình thấy là thú vị. Và nó cũng là cái lỗi của mình, nhất là cái chuyện mà tầm soát về cái đạm đường thì mình không làm. Trước đây mình đã từng không làm và mình đưa ra để quý vị sẽ rút kinh nghiệm và làm tốt hơn mình nha. Rồi, bây giờ chúng ta phân tích đỡ cái những cái khuyến cáo này, thì cái gọi là cái bằng chứng y học chứng cớ nó tới đâu. Thì chúng ta để ý là những cái khuyến cáo này, thì cái khuyến cáo ha, cái recommend là cái khuyến cáo khuyến khích thì là mạnh, nhưng mà những cái bằng cớ, cái độ mạnh về chứng cớ thì nó cũng chỉ là trung bình thôi, nó cũng chỉ là trung bình. Và đối với cái khuyến cáo thứ hai thì chỉ có tải lượng siêu vi cao thì nó mới có bằng chứng chứng cớ là mạnh, chứ còn tải lượng siêu vi mà khoảng trên 2.000 thì cũng ở mức độ chứng cớ thấp ha, chứng cớ thấp và trung bình. Và những cái khác thì cũng vậy. Và đặc biệt là nếu mà cái mà chỉ có nhìn vô cái men gan tăng mà điều trị không không biết là DNA như thế nào đó, thì là chỉ là một cái khuyến cáo có điều kiện và cái bằng chứng rất là thấp. Thì nhìn qua những cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, chúng ta thấy được một điều là gì? Rõ ràng người ta đang muốn tạo điều kiện để có thể những cái đồng nghiệp mà trong điều kiện quá khó khăn, không có được trang bị, gọi là tay không đánh giặc đó, có thể điều trị mà không bỏ sót, gọi là chấp nhận đánh lầm còn hơn bỏ sót CVB. Đánh lầm còn hơn bỏ sót. Ví dụ như đồng nghiệp có thể biết là người ta mang bé ra dương, bây giờ men gan người ta tăng, hoặc là tình cờ người ta làm cái đo sơ hóa đâu đó, người ta đến cho mình là F2, nhưng mà người ta không có tiền để làm cái định lượng DNA, hoặc là quý đồng nghiệp cũng không có chỗ nào để gửi mẫu để làm cái định lượng HPV DNA, thì sao? Thôi đánh lầm còn hơn bỏ sót, kể cho thuốc điều trị luôn nha, cho thuốc điều trị luôn đó. Thì đó là cái là gọi là cái mặt tích cực mà mình nghĩ là bên tổ chức họ muốn là đánh lầm còn hơn bỏ sót. Nhưng nếu chúng ta có thể, ta vẫn nên làm một cái định lượng CVB để làm chi? Để chúng ta đừng bỏ sót nguyên nhân khác. Tại vì nếu men gan tăng hoặc là F2 mà quý đồng nghiệp có được cái bằng chứng định lượng CVB, một cái tải lượng nó gọi là tăng sinh có ý nghĩa chết, nó cũng trên 2.000, thì chúng ta đổ tội cho CVB thì nó hợp lý. Chứ còn nếu mà men gan tăng F2 gì đó, sơ hóa tiến triển mà CVB dưới ngưỡng phát hiện hoặc là nó quá thấp, mà chúng ta cứ ung dung bỏ thuốc đặc trị CVB rồi chúng ta yên tâm đổ tội cho CVB thì sao? Thì chúng ta sẽ rơi vô một cái thái cực là chúng ta sẽ bỏ sót cái nguyên nhân khác, bỏ sót cái nguyên nhân bệnh lý khác của bệnh nhân đó. Thành ra chúng ta tích cực cho bệnh nhân nhưng mà chúng ta cũng phải cập tỉnh táo để đừng bỏ sót những cái nguyên nhân khác. Thì nói chung là mỗi cụ thể trên từng bệnh nhân thì chúng ta phải cân nhắc, nhưng xu hướng bây giờ quý đồng nghiệp sẽ thấy rõ ràng là người ta mở rộng điều trị ha. Và nhất là cái chuyện mà chỉ bệnh gan nhiễm mỡ với tiểu đường mà điều trị thì thôi Việt Nam mình là bao la luôn ha, quý đồng nghiệp mà mở rộng cái này áp dụng thì điều trị không biết bao nhiêu bệnh nhân, điều trị thêm biết bao nhiêu bệnh nhân đó. Rồi, và mình chỉ nhắc là quý vị đừng bỏ sót nguyên nhân khác thôi. Thành ra nếu mình muốn điều trị cũng được, bệnh nhân đồng ý thuận điều trị cũng được, nhưng chí ít chúng ta phải có bằng chứng siêu vi tăng sinh một cách là có ý nghĩa để mình điều trị, tức là chí ít nó cũng phải trên 2.000, nó trên 2.000 IU. Rồi mình chúng ta sẽ tham khảo thêm những cái ý kiến, ví dụ như Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ thì họ họ lý luận là tại sao họ điều trị luôn cả cái giai đoạn dung nạp miễn dịch, thì họ cũng nghĩ là nếu điều trị sớm thì nó đỡ, nó giảm cái nguy cơ ung thư ha, rồi nó tránh được cái bệnh nặng về sau, rồi nó giảm được cái chuyện mà lây nhiễm tùm lum đó. Và họ cố gắng, nói chung là họ khuyến khích là nên điều trị. Và cái sơ đồ này thì quý vị thấy là rất là đơn giản, nếu mà HPV dương á, chỉ cần trên 40 tuổi mà tải lượng mà trên 20.000 là họ trị luôn, họ không quan tâm tới những yếu tố khác nha. Còn nếu dưới 40 tuổi thì họ có cân nhắc là có hiện tượng viêm hay không, thì cái này là quý đồng nghiệp mình tham khảo thôi. Nhưng mà rõ ràng là con nhà giàu người ta điều trị thì người ta cũng có cơ sở là có định lượng CVB đàng hoàng để tránh trường hợp là đánh lầm. Chứ còn bất chấp CVB mà cứ cho thuốc điều trị giống như là cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì thật sự là cũng hơi lo. Và chúng ta có thể bỏ sót nguyên nhân khác đó, điều trị thì cứ điều trị nhưng mà coi chừng bỏ sót nguyên nhân khác, không phải do CVB gây bệnh đâu.
Rồi còn HBG âm thì đó là không cần để đếm xỉa tới tuổi của người ta luôn, chỉ cần tải lượng mà trên 10.000 là chữa luôn, không phải là trên 20.000 mà chỉ cần trên 10.000 là chữa luôn. Thì qua những cái này thì chúng ta thấy là cái xu hướng trên thế giới bây giờ là họ tích cực điều trị lắm, tích cực điều trị. Nếu là chúng ta cứ khư khư ôm cái phác đồ của Bộ Y tế mình 2019 á, thì chúng ta sẽ bỏ sót rất là nhiều trường hợp chúng ta không điều trị. Rồi bây giờ nếu điều trị thì chúng ta đòi chỉ sử dụng thuốc uống thôi, cái đó là chuyện rồi, không xài cái nhóm mà interferon lúc này nữa. Đây thì nhóm gọi là thuốc uống đồng phân, chúng ta thì đã nói tắt là cái NA đó, nucleotide hoặc là nucleoside. Thì chúng ta nhớ câu đầu tiên là đã đụng tới thuốc này là phải uống đều đặn liên tục đủ thời gian, một cái thời gian rất là dài ha. Và trong quá khứ thì chúng ta có những cái loại thuốc Lamiade giờ không xài nữa, và hiện giờ đồng nghiệp mình chỉ cần nhớ hai tên thôi là Ante và Teno. Thì nhớ là hai cái cách uống khác nhau, một Antegavir thì phải uống uống lúc đói, uống trước ăn, còn cái nhóm tenofovir thì kiểu nào cũng phải là ăn no mới uống. Và cái chuyện sau ăn này rất là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng tới khả năng hấp thu thuốc khá là nhiều. Quý đồng nghiệp mình nhớ chứ đừng có coi thường cái chuyện mà uống lúc ăn no nha, nhất là đối với nhóm tenofovir. Rồi về cái liều lượng thì chúng ta cũng để ý chút xíu là cái antecavir nó có thể liều 1 mg, nếu có bằng chứng kháng lamivudine hoặc sau này là xơ gan thì người ta cũng cho liều 1 mg luôn. Mấy cái chi tiết này quý đồng nghiệp mình cần phải phải lưu ý. Rồi và cái TAP thì vẫn là cái ưu tiên là những người mà lớn tuổi có loãng xương suy thận, còn TDF thì bây giờ vẫn được cho là an toàn nhất cho phụ nữ tuổi có thai hay tuổi sinh nở. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân là thuốc sử dụng rất lâu trong nhiều năm, và bệnh nhân phải chọn thuốc phù hợp với cái khả năng của họ. Thì trong trong thực tế có lẽ các đồng nghiệp mình tiếp xúc với bệnh nhân mà lắng nghe họ một chút thì thấy đều cái tâm lý của nhiều bệnh nhân, họ cứ nghĩ là sẽ uống hoặc là nhiều thuốc hoặc là sử dụng thuốc hàng tiền, hàng hiệu, hàng đắt tiền thì họ sẽ thành công, họ mau khỏi bệnh, họ mau khỏi bệnh. Và nhiều khi cái việc điều trị những cái thuốc mà quá quá đắt tiền, những cái thuốc hàng hiệu đó quá khả năng chi trả của họ, thì tới một lúc nào đó họ đuối, họ bỏ trị, và hậu quả là gì rất là nặng nề, bởi vì cái chuyện bùng phát. Cho nên chúng ta phải tư vấn rất là rõ, thuốc gì, thuốc mắc, thuốc rẻ gì cũng vậy, là phải uống rất rất là lâu thì mới đạt được cái hiệu quả điều trị. Thì ở đây mình cũng cắt dán cho quý đồng nghiệp tham khảo luôn ha. Thì những cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì nó cũng đại khái giống như mình vậy thôi, cũng là Teno với lại Antecavir. Nhưng mà chỗ này nè thì chúng ta sẽ thấy là họ cho phép luôn là những cái dạng phối hợp TDF mà lamivudine hoặc là TDF là amitriptyline đó. Thì thiệt ra nếu quý vị nào điều trị HIV sẽ thấy là những cái dạng thuốc phối hợp này nè thì nếu có lưu hành trên thị trường nhưng nó rẻ là tại vì không biết là nó được được hỗ trợ sau đó, và ở nhiều nước là thậm chí là cái thuốc này nó rẻ hẳn luôn mà người ta không có cái loại TDF đơn thuần luôn. Thì Tổ chức Y tế Thế giới ở chỗ nào có thuốc như thế này thì họ cũng cho phép sử dụng luôn. Cái đó là cái khuyến cáo để dễ dàng tiếp cận thuốc. Và ở đây có một cái khuyến cáo mới họ lưu ý cho mình, tức là đối với những cái trường hợp mà có nguy cơ tổn thương xương, tổn thương thận, và đặc biệt là đối với thanh thiếu niên á, cái tuổi mà những cháu nó còn lớn thì chúng ta nên ưu tiên cái nhóm hoặc là TAP hoặc là Antecavir hơn, tại vì cái TDF thì nó ảnh hưởng tới tới xương, nó ảnh hưởng sự mật độ xương. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại một chút xíu cái hình ảnh này là cũng kinh điển lắm rồi, tức là TDF và TAF thì tất cả chúng ta đều biết là TAF là một cái dạng chế phẩm mà nó sau khi mà hấp thu được vào trong máu thì nó sẽ tập trung đến cái dạng đưa cái dạng hoạt động tới tế bào gan tới 90% ha, chỉ có 1% là lang thang thôi, trong khi cái TDF thì nó chỉ đưa tới gan được 10%, còn 90% là nó đi pita và khắp trong cơ thể, và thận phải hì hụi lọc nó ra ngoài, và đương nhiên nó sẽ ngấm vào cái nhiều cái cơ quan khác. Thì cái đó là ưu điểm tuyệt đối của TAF, tức là nó sẽ tập trung vô gan, và chính vì vậy hàm lượng nó chỉ có 25 mg thôi, nó đã đủ hoặc tính bằng cái TDF 300 mg rồi. Nhưng ở trên đời không có gì là tuyệt đối, thì bên Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng có nói cả cái khuyết điểm của TAF luôn. Thì TAF thì nó lại có khuyết điểm là nó làm tăng cái mỡ máu, tăng mỡ máu, và cái nữa là nó tương tác với những cái thuốc điều trị lao, nó tương tác với thuốc điều trị lao, và thậm chí là họ nói là họ không thể điều chỉnh được liều luôn. Nhưng mà thế nếu mà quý vị tra trong cái tương tác thuốc của cái đại học Liverpool này đó thì họ có nói là nếu xài TAF thì phải tăng gấp đôi liều. Ha. Thì nói chung nếu đã đụng tới bệnh lao thì có lẽ là lúc đó chúng ta không nên xài TAP.
mà chúng ta nên xài TDF, bởi TDF được bật đèn xanh là không có tương tác. Và cái TDF thì người ta thấy là mặc dù là nói nó ảnh hưởng tới xương nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là khoảng 1 đến 3%, và cho dù uống kéo dài hơn thì nó cái tình trạng này nó cũng không có phải là nó diễn tiến nặng hơn. Thì cái đó là những cái mà là Tổ chức Y tế Thế giới họ họ nêu ra. Như vậy thì khi chúng ta đã chọn thuốc điều trị cho bệnh nhân rồi thì chúng ta cần phải theo dõi cái gì? Ở đây thì mình dùng cái chữ là tình trạng viêm não, tại vì cái giai đoạn nếu bệnh nhân viêm gan bùng phát cái gì thì nó rất là nhiều cái vấn đề chúng ta phải theo dõi chặt chẽ ha. Và ở đây chúng ta coi như là khi cái tình trạng viêm đã ổn, men gan nó đã về hoặc là về bình thường hoặc là về gần như là bình thường rồi, thì lúc đó chúng ta vô một cái lộ trình là kiểm tra, thì đó là kiểm tra định kỳ men gan hoặc là cái độ thanh lọc mỗi 3 tháng. Rồi cái định lượng SUVi thì cho phép mỗi 6 hoặc là sau đó là mỗi 12 tháng nếu diễn tiến ổn định. Và nếu chúng ta thấy mà ALT tăng hoặc là bệnh nhân bỏ trị thì chúng ta phải định lượng lại, đánh giá lại liền. Còn cái HBE nếu bệnh nhân là HBE dương hoặc là HBS nếu là bệnh nhân HBE âm thì chúng ta có thể theo dõi mỗi 6 đến 12 tháng, nhưng mà thường là ban đầu là 12 tháng rồi sau đó là mới 6 tháng, và lần lượt chúng ta coi mất kháng nguyên rồi thì chúng ta mới làm kháng thể, chứ đừng làm cùng một lúc rất là lãng phí. Thì mình chia sẻ với đồng nghiệp là thật ra để mà theo dõi coi nó có đạt chuyển đổi huyết thanh hoặc là nó mất HBS chưa đó, thì ít nhất quý đồng nghiệp cũng phải đạt được định lượng dưới ngưỡng phát hiện sau khi điều trị ít nhất từ 2 năm trở lên, thì mình hãy để ý tới những cái này, chứ mà mới điều trị mấy tháng không ăn thua rồi đâu, nó chưa có gì thay đổi. Và luôn luôn là ban đầu nên kiểm tra là khoảng 1 năm, rồi khi nào chúng ta thấy cái xu hướng nó giảm rồi đó thì có thể là chúng ta sẽ kiểm tra kỹ hơn mỗi 6 tháng. Còn cái tầm soát ung thư thì bắt buộc là mỗi 6 tháng hoặc là 3 tháng nếu những cái trường hợp mà F3 trở lên, và ở đây là người ta cho phép mình sử dụng những cái dấu ấn nhạy hơn. Cái diễn tiến sơ hóa thì cũng được đánh giá như vậy mỗi 6 đến 12 tháng. Thì đây mình cũng gắn nguyên bản dày cho quý đồng nghiệp so sánh để mình yên tâm nha. Thì ở đây thì mình chia sẻ một vài cái chi tiết mà mình thấy là nó cũng không hợp lý lắm. Ví dụ như mà tái khám mỗi 12 tuần xét nghiệm công thức máu, thì nếu bệnh nhân không có vấn đề gì thì cái này nó cũng hơi phí, cũng không cần thiết. Và cũng như vậy nếu 12 tuần mà xét nghiệm HBE hay anti-HBE ha, xong mỗi mỗi 12 tuần thì nó cũng không hợp lý lắm. Rồi, còn cái tải lượng siêu vi thì có thể thực hiện ở tuần thứ 12, tức là điều trị 3 tháng sau thì quý đồng nghiệp vẫn có thể thực hiện được, thì để người ta đề phòng những cái trường hợp mà kháng nguyên phát á. Nhưng mà thực tế là nếu quý đồng nghiệp sử dụng tenofovir thì hiếm khi nào nó kháng nguyên phát lắm. Bảo hiểm y tế cho theo phác đồ thì quý đồng nghiệp muốn làm cũng được, hoặc là mình chờ tới 24 tháng mình làm, à, xin lỗi, 24 tuần, tức là ở tuần thứ 12 tức là 3 tháng, và 24 tuần là 6 tháng. Thì thông thường là 6 tháng với đồng nghiệp làm cũng được, không cần phải làm sớm. Và nên nhớ là cái định lượng người ta đã cho phép mình làm định lượng HBR, còn nếu không làm được định lượng thì làm định tính, nhưng phác đồ đã nói có nghĩa là quý đồng nghiệp có thể cho là định lượng HBR, và có và chỉ có được làm cái này khi mà mình có phải điều kiện là đêm nay dưới ngưỡng HBR đã âm, chúng ta có quyền cho làm. Rồi còn bên Tổ chức Y tế Thế giới thì họ theo dõi như thế nào, thì ở đây là cái hướng của họ. À, mỗi 6 tháng là đối với ung thư, còn ít nhất là 12 tháng, ít nhất họ cho cái giới hạn ít nhất. Thì nói chung Tổ chức Y tế Thế giới bao giờ họ cũng tính cho những nước rất rất nghèo, rất rất nghèo, thậm chí còn nghèo hơn nước mình đó. Cho nên họ cho rất là rộng rãi, thì ít nhất là mỗi 2 tháng cũng phải đánh giá được cái tình trạng sơ hóa, tải lượng siêu vi, tình trạng viêm gan và tình trạng chức năng thận như cái chỉ định. Thì ở đây thì mình đã chia sẻ thêm đây, thì ở đây thì họ cũng có nói rõ hơn là nếu mà có tình trạng sơ hóa gan thì cái thời gian nó có thể, nếu đã sơ gan rồi đó, nếu đã sơ gan rồi thì có thể ngắn hơn. Thì cái này cũng giống như trên tinh thần của bên Bộ Y tế mình thôi, chứ cũng không có gì khác. Rồi, và có một cái này thì mình trích nguyên văn cho quý đồng nghiệp có thời gian đọc kỹ, nhưng mà mình cũng nhắc lại cái gọi là cái niềm rây rứt của mình về cái chuyện theo dõi, tại vì dân mình thì con nhà nghèo xài TDF nhiều dữ lắm, và thật sự là cũng rất là băn khoăn về cái tình trạng tổn thương thận đó. Cho nên trước đây thì mình chỉ có là theo dõi cái độ thanh lọc rất là kỹ, nhưng mà bây giờ thì phải nói là người ta nói luôn tới cái việc theo dõi cái đường và chất đạm niệu này nhá. Tức là trên những người không phải tiểu đường nha, chứ không phải là bị tiểu đường đâu, mà không phải là tiểu đường đó, thì chúng ta cũng phải lưu ý đánh giá cái trường hợp này trước khi bắt đầu điều trị. Và nếu những người mà dù là thận bình thường, tất cả đều bình thường, thì tối thiểu cũng phải đánh giá lại cái test này ít nhất là mỗi năm một lần. Tức là cho dù là không có nguy cơ gì về thận, tất cả đánh giá ban đầu bình thường, thì một năm một lần thì chúng ta ngoài cái chuyện đo cái độ thanh lọc thì chúng ta cũng nên ngó lại cái tình trạng đạo niệm hoặc là đường và nước tiểu nha. Thì cái này là một cái thiếu sót mà trước đây trong thực hành lâm sàng mình đã không thực hiện đó.
cũng không biết là có xảy ra cái vụ án gì mà mình chưa chưa nhìn thấy hay không, nhưng mà khuyên đồng nghiệp cái tổng phân tích nước tiểu thôi, nếu mà que que thử hoặc là tổng phân tích nước tiểu thì nó cũng không có bao nhiêu tiền đúng không ạ. Thì nếu mình đã được khuyến cáo như vậy thì mình nên làm để cho an toàn cho bệnh nhân hơn. Rồi, còn cái mà theo dõi về cái mật độ xương thì nó lại càng ngoài tầm tay của chúng ta nữa. Thì đó, sử dụng TDF thì người ta cũng khuyến cáo là vấn đề cái mật độ xương, và những người mà có nguy cơ mà loãng xương gãy xương thì phải phải cẩn thận. Còn nếu sử dụng TAF thì cái chuyện này chúng ta cũng lưu ý là phải để ý có bị tăng cân quá hoặc là tăng mỡ máu quá không. Tại vì trước đây chúng ta khi mà có TAF chúng ta thường thần thánh hóa cái thuốc này, ha, thấy nó giống như là ưu việt lắm, ưu việt hẳn lên TDF. Bây giờ chúng ta thấy là nó có khuyết điểm đó ha, nó có khuyết điểm là tăng mỡ máu, tăng cân, và đặc biệt là nó tương tác với những thuốc điều trị lao chứ nó không phải là hoàn toàn đẹp như mơ. Ha. Và ở đây cũng là một điều nhắc quý đồng nghiệp nữa là cái tình trạng tổn thương xương liên quan tới cái TDF và chúng ta phải thay thế. Rồi, bây giờ một cái này là cái chia sẻ cho quý đồng nghiệp về cái việc điều trị siêu vi B mạng khi mà chúng ta dùng những cái thuốc. Thì trước hết á, là xin chúng quý đồng nghiệp lưu ý là chúng ta đừng có lạm dụng những cái thuốc điều trị triệu chứng, ví dụ những thuốc hạ men gan, silymarin, UDCA, axit dexulfuric á, thì chúng ta chỉ dùng ở một cái giai đoạn nâng đỡ khi mà men gan nó tăng quá cao, có hiện tượng viêm gan rõ rệt, là khi men gan nó đã về bình thường thì chúng ta không nên cho những thuốc này nữa. Vì thứ nhất là ngoài cái chuyện tốn tiền thì chúng ta cứ cho mãi thì chúng ta vô tình cứ làm cho cái men gan nó bình thường một cách bằng những cái thuốc hỗ trợ. Chúng ta có thể bỏ sót cái tình trạng men gan nó tăng do có thể do cái bệnh lý khác hoặc là do bệnh nhân khởi đầu nó bỏ trị ha, men gan nó tăng nhẹ nhẹ mà chúng ta có thể bỏ sót, vì chúng ta cứ dùng những cái thuốc điều trị triệu chứng, và đó là chưa kể nhiều cái thảo dược hỗ trợ thì là có thể làm tổn thương gan thêm. Cho nên là người ta mỗi ngày phải uống một viên thuốc đặc trị siêu nó đã mệt mỏi, đã tốn kém lắm rồi thì đừng nên dùng thêm, và phải giải thích cho bệnh nhân hiểu là không phải là uống nhiều thuốc hoặc là uống thuốc cho nó nhiều tiền lên thì người ta mới không mới mới mau hết bệnh, là không phải vậy. Thuốc gì cũng vậy, phải đi nhiều năm lắm mới tới đích. Và những cái dạng thảo dược thì càng ngày càng gây những cái tác hại về gan và rất là nguy hiểm, chắc là quý đồng nghiệp cũng đã nghe rồi đó. Cho nên đừng đừng có nên dùng cái gì thật sự cần thì dùng, và dùng đúng thời hạn. Đừng đừng người thì silymarin, chúng ta lưu ý mình mua silymarin cho bệnh nhân, silymarin đơn chất của Việt Nam sản xuất thôi, nó rất là rẻ. Còn cũng là silymarin mà nó bỏ trong những cái lọ mà thực phẩm chức năng á thì rất là đắt tiền, nó đủ thứ chất khác trong đó, thì cái đó cũng vừa nguy hiểm mà vừa đắt tiền nữa ha. Thành ra chúng ta không nên dùng những cái loại đó. Rồi, một cái nữa mà bệnh nhân cũng rất là hay chủ quan, tức là men gan trở về bình thường, định lượng dưới ngưỡng thì tự người ta thấy người ta có ổn định rồi, cứ thấy men gan bình thường, định lượng dưới ngưỡng mà nhiều năm trôi qua thì người ta tự cho là người ta đã ổn định, và đôi khi người ta sẽ không thèm đi gặp bác sĩ để mà tiếp tục điều trị nữa. Thì mỗi khi chúng ta đưa cho bệnh nhân kết quả men gan bình thường, định lượng dưới ngưỡng thì chúng ta cũng phải khen ngợi bệnh nhân là kết quả tốt, cho người ta vui vẻ, người ta phấn khởi chút, nhưng mà cũng phải hù lại nhấn mạnh là cái này không phải là tiêu chuẩn ngưng trị, mà ngưng trị thì mọi chuyện là coi như đổ sông đổ biển nha, mọi thứ nó sẽ bùng lên như cũ, thậm chí là còn nguy hiểm chết người nữa. Và nói như vậy để cho người ta tin tưởng và người ta điều trị. Thì cái chuyện mà ngưng trị là có một cái câu chuyện rất là đau lòng, mình đã chia sẻ rất nhiều và mình vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, thì có thể là nhiều đồng nghiệp không biết. Đó là một cái câu chuyện đã xảy ra cho một đồng nghiệp của chúng ta, một đồng nghiệp nam mới có ba mươi mấy tuổi thôi, vì vì e ngại cái viên TDF uống, đã điều trị siêu vi ổn định mấy năm rồi, TDF nghĩ là có thể ảnh hưởng tới cái khả năng làm bố, cho nên bạn ấy đã ngưng ngưng nghỉ lần tạm ngưng trong vòng vài tháng, chỉ chờ bà xã có tin vui thì sẽ uống lại thôi. Nhưng mà không ngờ đau đớn là bà xã chưa kịp có tin vui thì bạn đó đã bị viêm gan siêu vi B bùng phát, và chúng ta đã không cứu được bạn đó. Thì đó là một cái bài học mà rất rất là đau đớn và không bao giờ quên được trong cái cuộc đời hành nghề của mình, và luôn luôn muốn chia sẻ với mấy bạn để mấy bạn làm sao thuyết phục được bệnh nhân của mấy bạn hiểu là tuyệt đối không bao giờ được ngưng trị, vô cùng nguy hiểm luôn. Chuyện thứ hai, chuyện thứ ba nữa là mấy bạn lưu ý cái việc tuân thủ của bệnh nhân. Việc tuân thủ của bệnh nhân, và khi mà chúng ta thấy một cái tải lượng siêu vi tự nhiên mà nó cao lên đột ngột á thì chúng ta khoan kết luận là kháng thuốc đã, và chúng ta phải hỏi kỹ cái chuyện tuân thủ. Và mỗi người thì sẽ có một cái nghệ thuật để truy cho ra là bệnh nhân có nói dối mình hay không, tại vì phần lớn bệnh nhân nào cũng sẽ nói dối bác sĩ là sẽ uống thuốc rất là đàng hoàng chứ họ không có thừa nhận là họ bỏ thuốc đâu ha, thì chúng ta phải truy cho ra. Rồi một chuyện nữa là quý đồng nghiệp coi chừng cái việc định lượng siêu vi có thể sai.
ngoài những cái ngưỡng phát hiện 200-300 như mình nói là do bản thân cái kỹ thuật, thì thật ra mình vẫn có những cái trường hợp mà dùng kỹ thuật chẩn luôn, ngưỡng phát hiện có 10 IU mà nó cũng trật lấp, là tại vì cái bệnh nhân đó mình rất là tin tưởng, người ta tuân thủ rất là tốt và người ta đi lãnh thuốc hàng tháng theo bảo hiểm y tế, thì không lý do gì người ta lãnh thuốc gì người ta vứt đi, người ta không uống cả, mà tại sao kết quả nó lại xấu. Thì những cái đồng nghiệp làm bên xét nghiệm của mình bên bệnh viện nhiệt đới ngày đó họ cũng rất là tử tế, khi mình ghi là nghĩ là có thể do lỗi kỹ thuật bởi vì bệnh nhân tuân thủ thì họ sẵn sàng làm lại miễn phí cho bệnh nhân, và cái kết quả là đúng là được được ha. Thành ra quý vị biết một cái kết quả xét nghiệm nó có thể sai ở nhiều khâu, mình không biết sai ở khâu nào, nhưng mà nói tóm lại là chúng ta phải hết sức là thận trọng khi kết luận một người kháng thuốc, cho dù là cái kết quả là bằng một cái kỹ thuật đáng tin cậy nhưng không biết là nó sai ở cái khâu vô gắn mẫu gắn cốt gì đó, nói chung đủ thứ chuyện hết. Mà chúng ta trồng cho bệnh nhân một cái chẩn đoán kháng thuốc thì rất là phiền phức, bởi vì bệnh nhân một viên thuốc đã mệt rồi, bây giờ kháng thuốc lại phải phối hợp rất là phiền phức nha, phải hết sức. Rồi bây giờ còn một chuyện nữa là uống mãi đã đời rồi thì bệnh nhân cũng như bác sĩ cũng phải cho bệnh nhân một câu trả lời là khi nào thì có thể thuốc. Thì chúng ta có hai trường hợp là viêm gan B mạn HBG dương và HBG âm. Thì đối với HBG dương thì chúng ta có, thứ nhất là men gan có thể bình thường, cái chuyện này là nhớ là không có uống thuốc hỗ trợ hạ men gan để biết chắc là men gan bình thường, nhưng mà nếu người ta có bệnh đi kèm mà chưa giải quyết được như gan nhiễm mỡ thì chúng ta cũng đừng mong là men gan nó bình thường. Như vậy thì cái gì là chắc hơn để đánh giá cái hiệu quả của thuốc là định lượng phải dưới ngưỡng phát hiện, và cái nữa là đạt được cái chuyển đổi huyết thanh. Và sau khi mà định lượng dưới ngưỡng ổn định nhiều năm đạt chuyển đổi huyết thanh rồi thì chúng ta vẫn phải duy trì ít nhất là 12 tháng. Thì theo kinh nghiệm của mình á, cái chuyện mà siêu vi dưới ngưỡng thì dễ lắm, dù là ban đầu nó cả tỷ phiên bản đi nữa, quý đồng nghiệp chỉ cần điều trị khoảng chừng 1 năm thôi là nó sẽ đạt dưới ngưỡng, nhất là cái đám HBG dương này nè, nó rất là dễ đạt dưới ngưỡng phát hiện. Nhưng mà để đạt được cái chuyển đổi huyết thanh á như thế này nè, là HB dương là phải 2 điểm mất kháng nguyên, HBG dương từ dương chuyển sang âm và phải xuất hiện được kháng thể anti-HB, cộng cả hai cái này thì mới được gọi là chuyển đổi huyết thanh á. Thì thường là nó may mắn lắm thì khoảng 4 năm, 3 4 năm, nhưng phần lớn là có thể 5 6 thậm chí là 7 năm. Và có nhiều bệnh nhân cả 10 năm rồi vẫn chưa thấy nha, thì cái này nó thay đổi rất là nhiều. Và cái ngày mà đạt được đủ 3 tiêu chuẩn nó cũng không phải là ngày ngưng thuốc mà phải duy trì ít nhất là 12 tháng, ít nhất là 12 tháng. Và ngưng thuốc rồi thì lúc đó là chúng ta nhớ là cái HBSAD nó vẫn còn dương tính, chỉ có HBG nó mất thôi, thì cái nguy cơ tái phát nó cũng rất là cao, phải theo dõi. Và nếu là xơ gan thì thôi tốt nhất là chúng ta đừng có nên ngưng thuốc ha, và cuối cùng chỉ là điều trị suốt đời luôn đó. Và những bệnh nhân càng lớn tuổi có những tiền căn của gia đình thì chúng ta lại càng thận trọng, không có nên ngưng thuốc. Một cái loại thứ hai là HB nó đã âm từ đầu rồi thì cũng tương tự như cái hiện tượng viêm, thì chúng ta dựa vô men gan với điều kiện là không có bệnh gì khác đi kèm, rồi chúng ta phải có bằng chứng định lượng dưới ngưỡng, và dù là hai cái này ổn rồi thì chúng ta cũng phải duy trì cho tới khi mất HBG, hoặc là cái chúng ta có một tiêu chuẩn mới là HBCRAG âm tính theo cái phác đồ Bộ Y tế. Và cái chuyện này thật sự là nó rất là lâu, thì đây là cái nguyên văn trong cái phác đồ mình cắt ra để quý đồng nghiệp mình tham khảo luôn đó, cái tình trạng như vậy. Và ở đây thì có một cái chuyện nữa là nếu mà không không có những nơi mà không đo được, quý đồng nghiệp ở xa xôi quá mà không đo được định lượng siêu vi thì có thể ngưng thuốc nếu mà mất HBG, mà không phải mất liền ngưng liền đâu, mà phải mất rồi duy trì ít nhất là 12 tháng rồi mới được ngưng. Tức là như cái chuyện này nó chẳng khác gì thôi đừng ngưng cho rồi, tôi biết chừng nào mà nó mới mất mà còn đợi mà duy trì 12 tháng, cực kỳ khó ha, cái HBG. Nhưng mà cái khó thôi chứ không phải là không thể nha, mình sẽ có ví dụ minh họa cho quý vị thấy trên đời cái gì nó cũng có thể xảy ra với điều kiện là người ta tuân thủ. Và ở đây là có cái tiêu chuẩn HBCRAG âm tính đây. Rồi đây là cái tiêu chuẩn ngưng thuốc của WHO, thì mình cũng cắt dán để cho quý đồng nghiệp tham khảo, thì đại khái nó cũng giống giống như cái khuyến cáo của Bộ Y tế mình thôi, chứ nó không có gì đặc biệt. Và ở đây thì người ta cũng nhấn mạnh đó, là nếu mà ngưng thuốc trước khi mà mất HBG đó thì phải rất là thận trọng, với điều kiện là chúng ta phải có những cái dấu ấn sinh học làm sao mà tiên lượng được cái khả năng mất HBG. Và ở đây họ thì có nêu cái tiêu chuẩn là cái nồng độ đo cái HBG nồng độ thấp thấp như vậy nè, thì đó là hy vọng. Nhưng mà cái an toàn nhất thì họ vẫn nhấn mạnh là mất HBSAG là cái an toàn nhất. Như vậy thì sau khi mà chúng ta đã ngưng trị đúng tiêu chuẩn rồi thì chúng ta vẫn còn phải theo dõi để phát hiện tái phát. Thì cái lịch theo dõi như thế nào? Sau khi mà ngưng trị thì đối với men gan ở đây mình xin khuyến cáo quý đồng nghiệp theo dõi mỗi tháng trong 3 tháng đầu, là sau đó mỗi 3 tháng ha, định lượng.
siêu vi thì nó mắc tiền quá, cho nên 3 tháng hay là một lần. Còn nếu năm đầu tiên đã ổn định rồi thì trong những năm tiếp theo thì chúng ta có thể lơi ra là theo dõi men gan mỗi 3 tháng hoặc là 6 tháng, còn định lượng siêu vi thì có thể 6 tháng hoặc 2 tháng cũng được. Và trong trường hợp mà HBRC còn dương thì tiếp tục chúng ta phải tiếp tục theo dõi HBRC. Và bất kỳ lúc nào trong quá trình theo dõi mà quý đồng nghiệp thấy men gan tăng là phải làm lại cái định lượng CVB để tái trị khi cần, và chúng ta vẫn tầm soát ung thư ha. Bình thường là 6 tháng, còn có nguy cơ F3 trở lên thì phải tầm soát kỹ hơn. Thì đây là cái nguyên văn của cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Thì trong trong này mình lưu ý cho quý đồng nghiệp là cái câu mỗi 12 tuần ít nhất trong năm đầu đó thì họ xếp đồng hạng hết mấy cái thứ này. Thì mình xin xin thưa với quý đồng nghiệp là đừng có bao giờ chờ 12 tuần mới làm men gan nha. Ở đây 12 tuần người ta liệt kê đây nè. Nhưng mà thiệt ra thì chúng ta đừng có chờ 12 tuần mới làm men gan, bởi vì cái men gan thực ra nó cũng rẻ lắm, nó có mấy chục ngàn thôi. Bảo hiểm không trả thì thôi cho bệnh nhân tự làm cũng được. Mà quý đồng nghiệp phải theo dõi mỗi tháng sau khi vừa ngưng trị, nhất là những trường hợp quý đồng nghiệp ngưng trị mà HBS còn dương á, bởi vì mình đã theo dõi rất là nhiều những cái trường hợp là bệnh nhân duy trì cả mười mấy năm rồi, HBSAg định lượng là nó chỉ còn có mười mấy thôi, tức là nó thấp dưới cái 100 rồi, coi như là tiên lượng rất là tốt. Nhưng mà chỉ cần ngưng trị một tháng tới tháng thứ hai là đã thấy men gan nó tăng lên gấp 3, gấp 5 lần rồi. Và định lượng lại là siêu vi là đã 10 mũ 4, 10 mũ 5 để phải điều trị rồi. Cho nên là thật ra chúng ta đừng có tiếc cái men gan mỗi tháng, mà chúng ta phải làm men gan mỗi tháng. Nếu men gan tăng là chúng ta có quyền làm định lượng siêu vi B để tái trị. Còn cái định lượng siêu vi B thì thôi tuân thủ theo nhà nước đi. Nếu men gan bình thường, mỗi tháng kiểm tra bình thường thì 3 tháng chúng ta hãy kiểm tra lại cái tải lượng CVB. Thì cái chuyện này là các đồng nghiệp mình lưu ý, tại vì người ta đã đi tới đích rồi, mà chúng ta ngưng trị sơ sẩy mà để người ta bùng phát lại thì rất là oan uổng nha. Thành ra chúng ta phải lưu ý. Thì mình nhìn ra thế giới nè, thu là coi như là dễ dãi nhất á, con nhà nghèo nhất á, nhưng mà họ cũng đã khuyến cáo vậy, là sau khi ngưng trị là người ta cho định lượng men gan và tải lượng siêu vi hàng tháng luôn, đúng không? Hàng tháng minh ly nè, trong vòng 3 tháng đầu tiên. Tại vì người ta ý thức được cái chuyện là tại vì tải lượng siêu vi thậm chí là nó tăng trước khi mà men gan tăng mà, cho nên là cái chuyện ngưng trị nó bùng lên rất là nhanh. Phải ở đây người ta cho mình là mỗi Tổ chức Y tế Thế giới thôi, người ta ghi mỗi tháng. Còn Việt Nam mình không dám làm vậy, thì chúng ta làm men gan mỗi tháng, và nếu men gan tăng thì chúng ta làm định lượng. Và ở đây người ta có định nghĩa về cái tình trạng là tái phát lại về mảng sinh học, tức là men gan tăng. Men gan tăng gấp 2 lần là có chuyện rồi, men gan tăng gấp 5 lần là coi như là bùng phát, và nó nặng vì men gan tăng như vậy. Tức là họ có những cái định nghĩa rất là rõ ràng kèm theo suy gan, và họ cũng có cái định nghĩa luôn là nếu mà siêu vi mà nó gọi là tái phát bùng phát trở lại đó, thì là cái ngưỡng của nó là khoảng 2.000, 2.000 IU. Nhưng đương nhiên là không phải là mình chờ tới 2.000 mình mới điều trị, chỉ cần nó dương tính trở lại là phải điều trị rồi. Nhưng mà ở đây người ta ý người ta nói là một cái tình trạng mà tăng sinh gọi là tái phát trở lại dữ dội đó, mà phải tích cực là ở cái tiêu chuẩn như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại cái khuyến cáo của Bộ Y tế mình về cái chuyện bùng phát. Thì cái bùng phát là khẳng định là cái trường hợp điều trị khẩn cấp nha, điều trị khẩn cấp. Chính vì vậy mà mình nói là quý đồng nghiệp mình cứ mạnh dạn cho bệnh nhân mà viêm gan B cấp với HB, với IgM THBC dương mà không có tiền căn, quý đồng nghiệp sợ là người ta có thể là mạch bùng phát, thì quý vị cứ đề nghị điều trị đặc hiệu luôn. Mình cứ ghi theo dõi đợt bùng phát là mình có quyền điều trị, không ai cấm hết, bởi vì nếu đã nghi ngờ thì có quyền điều trị, đây là điều trị khẩn cấp luôn. Rồi và cái diễn tiến thì đó, người ta đã nói rồi, đợt bùng phát nó rất thay đổi, có thể nó tương tự y như viêm gan cấp mà, cho nên là viêm gan cấp mình nghi ngờ mình có quyền điều trị, không có ai cấm mình được chuyện đó, mà an toàn cho bệnh nhân. Và ở đây thì cũng cái tiêu chuẩn giống như là Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói là men gan tăng trên 3 lần hoặc là 5 lần ha, và những cái nguyên nhân khác. Ở đây có một câu là khi mà bùng phát thì tải lượng siêu vi có thể không tăng, thậm chí giảm so với trước. Thì nhiều bạn rất là hoang mang về cái câu này, nó ủa tại sao mà nó bùng phát lên mà tại sao lại cái tải lượng siêu vi nó có thể giảm. Thì chúng ta nhìn lại cái hình này chúng ta sẽ hiểu cái chuyện bùng phát hay gì đó thì nó dựa vào cái tình trạng tăng men gan thôi. Thì nếu một cái người mà họ đang từ cái giai đoạn dung nạp miễn dịch họ chuyển qua cái giai đoạn thải trừ miễn dịch, và thường là ở đây là những cái người trẻ, thì cái đáp ứng miễn dịch của họ rất là mãnh liệt, men gan họ có thể tăng tăng rất là cao như một cái đợt bùng phát đó. Nhưng mà trước khi mà men gan tăng thì cái hệ thống đáp ứng miễn dịch của họ đã làm giảm bớt cái tải lượng siêu vi rồi. Thành ra những cái người trẻ mà họ bị trong cái giai đoạn thải trừ miễn dịch á,
mà họ bị viêm gan B bùng phát cái kiểu này đó, thì cái tải lượng siêu vi của họ lại thấp hơn ban đầu nha, gọi là thấp hơn ban đầu thôi, chứ không có nghĩa là nó vô lý tới mức là nhiều đồng nghiệp nói vậy thì siêu vi nó vài ba chục thì có điều trị hay không, vài ba chục IU á thì thật sự không có chuyện đó đâu. Tại vì định nghĩa là gì, cái sự tăng sinh siêu vi mà có ý nghĩa là nó đã phải là 2.000 IU rồi nha, cho nên tải lượng có thể giảm so với trước, tức là so với cái giai đoạn nó dung nạp miễn dịch nó cả triệu cả tỷ thôi, chứ không thể nào nó quá thấp đâu, ít nhất nó cũng phải trên 2.000. Và cái đợt bùng phát này có thể xảy ra tự phát hoặc là có những cái yếu tố thuận lợi. Có yếu tố thuận lợi thì đó, nếu mình sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, ngừng thuốc hay gì này, thì chắc chắn cái đám này thì nó phải làm tăng thôi, nó phải làm tăng siêu vi B thôi. Chỉ có là trường hợp là từ cái giai đoạn dung nạp nó chuyển qua giai đoạn thải trừ thì mà nó gây cái bùng phát siêu vi chỗ đó, thì các bạn có thể thấy là cái DNA HBV nó có thể giảm ha. Nên chúng ta nhìn lại cái hình, đây là một cái hình rất là hay đó, mà nó thể hiện đúng cái diễn tiến tự nhiên theo cái đáp ứng miễn dịch và cái thay đổi siêu vi của cái cơ thể con người ta. Rồi, bây giờ thì mình xin nói luôn những cái tình huống lâm sàng minh họa. Nãy giờ chúng ta là bị dội bom quá nhiều kiến thức rồi, thì bây giờ chúng ta bình tĩnh, chúng ta nhìn lại những cái kiến thức đó nó sẽ áp dụng trong cái tình huống lâm sàng như thế nào. Thì những cái tình huống lâm sàng là mình cố gắng là chuyển tải hết những cái nội dung trong cái kiến thức. Đương nhiên cái này nó một phần nào đó là những cái người thật việc thật, nhưng mà mình đã chế biến thêm để cho nó thể hiện đúng cái nội dung cái bài mà chúng ta cần nói. Thì mình trình bày cái tình huống minh họa nha. Một cái tình huống lâm sàng thứ nhất, đây là một cái người nam 29 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên văn phòng. Cậu này đến khám vì cái mắt bị vàng, thì cái bệnh sử là 7 ngày đầu chỉ xuất hiện nước tiểu sậm màu, mệt mỏi ăn kém thôi, mà sáng nay thì thấy mắt vàng quá cho nên mới đi khám. Và khi mà khám thì không phát hiện vấn đề gì khác, tất cả đều bình thường trừ một cái chuyện là vàng da niêm, vàng da niêm rất là sậm, không phát hiện. Bản thân của cậu này và gia đình thì cũng không có biểu hiện bệnh lý gì hết. Thì như vậy nếu đồng nghiệp đứng trước một cái trường hợp bệnh nhân như thế này về lâm sàng thôi á, thì quý đồng nghiệp sẽ đưa ra cái chẩn đoán sơ bộ gì và mình nên đưa chẩn đoán phân biệt gì và đề nghị tiếp xét nghiệm như thế nào nha, quỹ xử trí nha. Bên cạnh những cái xét nghiệm cần thực hiện và có kết quả xét nghiệm rồi thì chúng ta sẽ xử trí tiếp như thế nào. Thì có nhiều quý đồng nghiệp mà đã tham gia nhiều thì cũng đã quen với cái mẫu này rồi ha, đứng trước một người mà chỉ có vàng da, vàng da niêm, tức là một có ba không, thì khả năng nhiều trong đầu mình có thể nói ngay là một có ba không là khả năng nhiều là đám đám viêm gan siêu vi, chưa biết là con gì nhưng khả năng nó là viêm gan siêu vi. Và một cái chẩn đoán phân biệt quan trọng, hễ cứ vàng là phải chẩn đoán phân biệt với tắc mặt cơ học, cho dù là nó không có đầu gì cả chúng ta cũng phải cẩn thận phân biệt. Và đương nhiên người ta có thể viêm gan do những nguyên nhân khác, thì chúng ta làm những cái xét nghiệm theo thứ tự là từ những cái thực quy rồi phản ứng viêm, thì thấy rõ ràng là men gan tăng rất là cao, cái tình trạng là bilirubin tăng cũng rất là cao, hình ảnh siêu âm bụng thì bình thường, tình trạng chức năng gan cũng bình thường. Và tới cái huyết thanh chẩn đoán, vì người này chưa từng bao giờ làm xét nghiệm gì về siêu vi cả đúng không, thì chúng ta sẽ làm nguyên một bộ luôn là HTSAG và IgM THBC. Đồng thời thì không lẽ làm từng cái mắc công bệnh nhân, cho nên thường là chúng ta hay tầm soát một bộ ít nhất là B A C, hoặc là nếu được thì chúng ta làm luôn siêu vi E ha, tùy cái điều kiện. Thì thông thường á, ngay tại bệnh viện nhiệt đới thì quý đồng nghiệp mình cũng thường tầm soát ba con là B, C và A, còn E thì này ghi thêm cho nó đủ chuyện thôi, chứ còn thường cũng không làm E liền đâu. Thì với kết quả như vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán là gì ạ? Tức là một cái hiện tượng viêm gan loại trừ tắc mạch cơ học rồi, thì ở đây có bằng chứng là siêu vi B và cái IgM dương tính rất là mạnh, cho nên chúng ta có quyền theo dõi. Người này không có tiền căn, chúng ta có quyền theo dõi đây là viêm gan B, B cấp, và bệnh nhân này rất may là hiện tại chưa có suy chức năng gan, nhưng dù sao quý đồng nghiệp để ý là men gan nó tăng rất là cao. Thì như mình nói, trong những cái trường hợp men gan nó tăng rất là cao này, chúng ta nên cẩn thận cho bệnh nhân tái khám sớm nha. Rồi và siêu vi B thì sao, nó lây qua đường máu dịch tiết ha, và quan hệ không an toàn cho nên phải hỏi thêm. Thì lúc này cậu này có khai là có quan hệ không an toàn với một người bạn ha, cô này thì hiện giờ vẫn khỏe mạnh bình thường, như vậy thì phải cho cô này nghi vấn mà ha, nghi vấn cô này có thể là cái nguồn lây làm cho cậu này bị viêm gan siêu B cấp hay không, thì nên cho cô này đi kiểm tra ha. Và sợ nhất là cô này là người mang siêu B mạng đó, cần phải điều trị đó. Và
dù sao là vẫn là một cái con siêu vi mà nó lây qua những cái đường máu và dịch tiết thì cũng có thể là có HIV nha, có HIV với những đám trẻ này, và nên 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 kiểm tra, mình khuyên thôi, và giải thích những cái hành vi nguy cơ có thể lây nhiễm, đặc biệt là những người trẻ chúng ta phải lưu ý thêm cái chuyện này, nhất là phát hiện những trường hợp mà viêm gan cấp á, rõ ràng là người ta có một cái hành vi nguy cơ bị lây nhiễm qua đường máu, dịch tiết và quan hệ không an toàn. Còn nếu mãn tính thì là từ nhỏ, dù là ngây thơ trong trắng cũng bị mẹ lây từ nhỏ thì chuyện nó khác ha. Rồi, điều trị thì chúng ta điều trị triệu chứng thôi, vì cái men gan tăng cao cho nên tốt nhất là phải hẹn 3 ngày sau đánh giá lại để coi có bị suy chức năng gan hay không đó, nhưng mà bệnh nhân này không không có chịu tái khám, đó là nên phải hẹn. Thì chúng ta mới nhớ là khi bệnh nhân không chịu tái khám theo cái dự định của mình phải hẹn xa hơn theo cầu bệnh nhân, thì vẫn phải dặn kỹ là những có những dấu hiệu nguy hiểm bệnh nhân phải tái khám ngay. Thì sau 7 ngày, đó là cái quy trình bình thường đó, bệnh nhân thường khỏe mạnh nó không có chịu 3 ngày đâu, cũng đợi 7 ngày mới quay lại. Thì mình thấy là những cái trường hợp nếu là do viêm gan B cấp thì nó cải thiện rất là nhanh, và để ý là cái chỉ số chức năng đông máu là nó vẫn ổn định nha, cái chi tiết đó rất là quan trọng đó. Nhiều khi nếu men gan giảm nhưng mà quý đồng nghiệp thấy bilirubin tăng hoặc là cái tỷ lệ troponin này nó xấu đi là phải cảnh giác đó, cái phản ứng viêm nó có thể nó giảm xuống rất nhanh, men gan giảm xuống rất là nhanh, bởi vì AST ALT thì cái thời gian bán hủy nó ngắn mà, nhưng mà cái tình trạng tỷ lệ troponin nó thấp có nghĩa là đã bắt đầu vô vô suy chức năng gan là phải cẩn thận. Thì cậu này may mắn là không xảy ra những cái chuyện đó ha, bilirubin cũng xuống thấp và tỷ lệ troponin nó cũng ổn định, và lâm sàng thì rất là khỏe, cho nên chúng ta có thể yên tâm cho hẹn tái khám dài hơn là 2 tuần. Sau 2 tuần thì cái men gan nó về gần như là bình thường rồi ha, và cái quan trọng là vẫn giữ được cái tình trạng chức năng, cái tỷ lệ troponin, tức là cái tỷ lệ chức năng đông máu bình thường. Cái chi tiết này đối với những cái viêm gan cấp rất là quan trọng nha, cái đồng nghiệp phải lưu ý bilirubin và cái tỷ lệ troponin là cái yếu tố tiên lượng rất là quan trọng là có bị suy gan cấp hay không. Rồi, và khi mà men gan nó đã mức này thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân ngừng, cho bệnh nhân ngừng thuốc, ngừng cái thuốc điều trị triệu chứng, chúng ta điều trị silymarin, và tới tháng thứ ba thì chúng ta cho tái khám lại. Thì ở thời điểm tháng thứ ba thì chúng ta có quyền đi kiểm tra cái HBS ra để xem là mất chưa, và thời điểm này thì cũng không có nên là anti-HBS ha. Thì cái cậu này rất may mắn và đáp ứng miễn dịch mạnh lắm á, 3 tháng thì HBS ra để đã mất rồi, thì chúng ta cho tái khám tiếp vào tới tháng thứ sáu thì là tình trạng vẫn rất là ổn định, kiểm tra là siêu vi HBR âm tính được 2 lần và cái kháng thể là đã có kháng thể rồi. Rồi, và ở thời điểm này thì chúng ta nhớ nha, mình tư vấn cho bệnh nhân, tại vì bệnh nhân có một cái hành vi nguy cơ trong một cái thời gian trước đó mình cũng không rõ là cái thời gian đó là ví dụ như chỉ 2 tháng, thì ví dụ như anti HCV âm chúng ta có thể yên tâm là bệnh nhân không có không, tại vì có thể là nó giai đoạn nó chưa tạo được kháng thể đâu, cho nên là trong cái vòng thời gian 2 tháng đó thì cái chuyện anti HIV và anti HCV nếu làm ngay thời điểm nó âm thì chúng ta vẫn phải cẩn thận kiểm tra lại cho bệnh nhân thời gian sau đó, với điều kiện là bệnh nhân không có những cái hành vi nguy cơ gì lây nhiễm trong vòng cái thời gian chúng ta theo dõi. Thì cái cậu này là mình đã tham vấn về cái hành vi nguy cơ và cậu này đã tránh mọi hành vi nguy cơ, và tới 6 tháng thì ngoài cái chuyện cái tinh bừng và siêu vi B đã được thải trừ thì cái bằng chứng kiểm tra về siêu vi C và anti HIV này nó đều âm hết, thì chúng ta có thể yên tâm là từ cái hành vi nguy cơ của cậu này là cậu này không có bị nhiễm thêm 2 con này ha, và coi như kết luận là viêm gan siêu A cấp đã hồi phục hoàn toàn không. Và đối với trường hợp này thì chúng ta thấy là đã mới 6 tháng đã tạo được kháng thể vậy rồi thì không cần phải kiểm tra, không cần tin nhắc gì hết, vì người này sức khỏe bình thường ha, và người này cũng không phải là một cái nghề nghiệp gì có nguy cơ lây nhiễm cao cả. Thì đó là chúng ta kết thúc được một cái trường hợp viêm gan B cấp và đã hồi phục hoàn toàn. Tình huống lâm sàng thứ hai là một cái người cũng là nam, là làm công nhân, thì người này là có tiền căn phát hiện siêu vi từ 5 năm trước để khi đi khám sức khỏe, thì lúc đó là men gan bình thường nên không điều trị. Gia đình thì chưa, ở đây mình dùng cái chữ chưa màu đỏ, bởi vì sao, bởi vì quý đồng nghiệp nên nên dùng chữ chưa mà đừng dùng chữ không. Khi nào người ta đã làm xét nghiệm mà người ta thấy âm tính thì chúng ta hãy dùng chữ không, còn chữ chưa này là có thể nó có tại người ta chưa đi làm thôi nha, nên cái chữ chưa này rất là quan trọng để mình nhắc gia đình cái cậu này phải đi kiểm tra. Rồi, hiện tại thì lâm sàng thì bình thường và đi khám sức khỏe định kỳ mới phát hiện là men gan nó hơi tăng, cho nên là đã tiếp tục, lúc trước men gan bình thường nhưng mà bây giờ thì men gan tăng nha. Mình đã làm thêm xét nghiệm thì ở đây chúng ta để ý là gì? Siêu vẫn còn dương tính rất là mạnh, HBE cũng dương tính và tải lượng siêu vi thì khá là cao ha. Và những cái xét nghiệm về tình trạng chức năng gan thì tốt.
tầm soát ung thư thì vẫn chưa có vấn đề, và may mắn bệnh nhân này thì vẫn còn là cái độ sơ hóa không đáng kể là F01. À, tình trạng thận ở đây mình bổ sung thêm cái tổng phân tích nước tiểu, tại vì là để nhắc nhắc với đồng nghiệp đó, tức là mình dự kiến mình sẽ bắt đầu chọn thuốc điều trị ha, thành ra ngoài cái chuyện độ thanh lọc là mình biết chức năng thận bình thường thì chúng ta nên có thêm cái bằng chứng là bệnh nhân này không có tiềm tàng những cái vấn đề bệnh lý về về cái đạm niệu hay là đường trong nước tiểu gì cả. Rồi, và những xét nghiệm thường quy là công thức máu, đường máu bình thường. Và đối với người trẻ ha, thì chúng ta cũng nên lưu ý tầm soát thêm là siêu vi C và cả ngay cả HIV. Nếu mà bệnh nhân này có những cái hành vi mà quan hệ có thể không an toàn đó, thì chúng ta cũng nên test cho bệnh nhân luôn. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán đây là một cái trường hợp là viêm gan B, B mạng, HBV dương đúng không ạ? À? Bây giờ chúng ta sẽ chọn thuốc đặc trị cho bệnh nhân, thời gian theo dõi tiếp như thế nào. Thì đây là chúng ta khẳng định là một cái người công nhân rất là khó khăn ha, không có bảo hiểm y tế, lương công nhân. Thì như vậy thuốc thì chắc chắn là bây giờ chúng ta giữa Entecavir và tenofovir thì chắc chắn chúng ta phải chọn tenofovir. Bởi vì sao? Tương lai lẫn trong bảo hiểm y tế, tenofovir nó dễ hơn và tenofovir nó rẻ hơn Entecavir nhiều nha quý đồng nghiệp. Rồi, và sẽ hướng dẫn bệnh nhân mua cái bảo hiểm y tế tự nguyện và theo dõi. Thì tháng đầu tiên men gan rồi, còn men gan bệnh nhân tăng đó thì chúng ta là theo dõi tháng đầu tiên thì thấy là cho thuốc thì men gan nó bắt đầu nó cải thiện ha, lúc đầu bảy mấy nó đã giảm xuống. Cái chuyện mà cho uống thêm silymarin ở cái thời điểm này thì tùy thôi, thật ra thì men gan nó cũng không có tăng nhiều lắm ha, nó cũng không cần, mà bệnh nhân cũng khó khăn nữa cho nên chúng ta cũng không cần nhiều thuốc, dùng nhiều thuốc làm gì, để chúng ta theo dõi cái diễn tiến tự nhiên thôi. Thì rõ ràng là cho thuốc đặc trị thì men gan nó cũng sẽ xuống ha, nghe xuống. Tình trạng thận thì tốt, sau một tháng điều trị thì chức năng thận cũng không ảnh hưởng gì, thì chúng ta tiếp tục duy trì. Thời điểm 3 tháng thì vẫn kiểm tra lại như vậy vẫn ổn. Thì ở đây á, thì thật ra mặc dù là Tổ chức Y tế Thế giới họ nói là có thể một năm kiểm lại một lần, nhưng mà mình nghĩ thôi, dân mình cái tình trạng chức năng thận á, cái này xét nghiệm nó cũng rất là rẻ, chỉ có mấy chục ngàn thôi, cho nên là uống một cái thuốc mà nó có nguy cơ tới thận thì cái chuyện chức năng thận thì chúng ta cũng nên để ý ha. Thường xuyên thì tốt cho bệnh nhân hơn, và tới thời điểm 6 tháng thì chúng ta sẽ làm cái định lượng siêu vi, và chúng ta cái là kết quả thông thường nó sẽ như vậy đó, tức là cái tải lượng siêu vi ban đầu dù nó cả triệu cả thậm chí cả tỷ, nhưng mà 6 tháng sau nó sẽ giảm rất là mạnh nha, và 6 tháng là định kỳ chúng ta tầm soát ung thư, chúng ta đánh giá sơ hóa thì vẫn tốt, và tiếp tục duy trì tới 12 tháng. Thì là 12 tháng thì chúng ta nhớ là nên ngó qua lại cái tình trạng tổng phân tích nước tiểu một cái ha, và tình trạng là gan thận đều ổn hết, tải lượng siêu vi tới 12 tháng thì nó đã dưới ngưỡng, thì lúc đó chúng ta tiếp tục một cái lịch duy trì. Đó là men gan, định lượng tình trạng thận, định lượng siêu vi HBE đó theo như là cái khuyến cáo của cái phác đồ. Thì diễn tiến tiếp của bệnh nhân này là tới 2 năm thì chúng ta lại vẫn giữ được cái tải lượng siêu vi là nó dưới ngưỡng, nhưng mà lúc này là HBE ra âm tính. Thì trong thực tế quý vị cũng hay gặp như vậy, tức là từ 2 3 năm trở đi với những người trẻ như vậy thì điều trị mình sẽ có được HBR nó âm tính, và khi HBR âm tính thì chúng ta sẽ tiếp tục gì, chúng ta đi kiếm thêm cái anti-HBE. Thì ở đến bệnh nhân này tới thời điểm 30 tháng, điều trị được 30 tháng thì bệnh nhân này đạt luôn là cái anti-HBE dương tính, thì lúc này chúng ta mới nói là đạt chuyển đổi huyết thanh, và khi đạt chuyển đổi huyết thanh thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì thêm 12 tháng nữa tới tháng thứ 42. Thì tháng 42 thì chúng ta thấy là vẫn tất cả những cái kết quả nó vẫn ổn định như thế này, thì chúng ta có quyền có quyền, tại vì cậu này trẻ uống thuốc rất là mệt mỏi cho nên là muốn ngưng thuốc đúng chuẩn thì cứ ngưng thôi. Rồi, và vấn đề là phải kiểm tra men gan tháng, thì được mấy anh trẻ này cũng không dễ gì mà quay trở lại mỗi tháng đâu, và 3 tháng sau thì anh này mới quay lại, thì lúc đó thì chúng ta là cho làm luôn tới thời điểm 3 tháng thì cái tải lượng siêu vi thì lúc này chúng ta thấy xuất hiện trở lại, nhưng mà với cái ngưỡng phát hiện thì nó không có được chuẩn lắm, cho nên cũng hơi lăn tăn là có thể là tái phát hoặc là do lỗi kỹ thuật, chúng ta nên kiểm tra lại ha, kiểm tra lại ngay. Thì cái chuyện này là bên bảo hiểm y tế là họ vẫn cho phép, tức là dù là mới làm cái định lượng siêu vi nhưng mà nếu mà chúng ta có nghi vấn cần kiểm tra thì chúng ta có quyền kiểm tra, và cái chuyện nó có thể thực hiện trong vòng 4 tuần, ta có quyền thực hiện để mà đề phòng cái trường hợp là nó thất bại ha, nó thất bại hoặc là nó tái phát thì chúng ta phải trị lại liền. Thì bệnh nhân này là tới mãi 3 tháng sau bệnh nhân này mới quay lại với cái tình trạng là men gan bắt đầu tăng và cái tải lượng siêu vi cao như thế này, nhưng mà chúng ta để ý là gì, là HBE AR là âm tính nha. Và như vậy là đây là
người này lúc đầu mình điều trị là nó viêm gan siêu êm mạng dòng hoang dại, nhưng mà bây giờ khi bệnh nhân tái phát thì nó là sự phát triển của cái dòng đột biến, và chúng ta vẫn có quyền điều trị lại với cái thuốc như cũ, bởi vì đây không phải là kháng thuốc mà là bệnh nhân ngưng thuốc rồi nó tái phát. Chúng ta đừng có e ngại là đã xài tenofovir rồi thì không xài nữa ha, thì đây là tái phát không phải là kháng thuốc, và chúng ta tiếp tục theo dõi. Thì là tất cả mọi chuyện thì nó thường là tenofovir cho tới bây giờ hầu như không có thất bại đâu, cho nên bệnh nhân tuân thủ, quý đồng nghiệp sẽ thấy là kết quả nó rất là tốt. Và tới thời điểm mà uống thuốc lại chừng 1 năm thì bệnh nhân lại trở lại một cái trạng thái là định lượng dưới ngưỡng tất cả mọi thứ bình thường, và chúng ta sẽ vô một cái guồng theo dõi theo lịch như vậy. Thì cái chuyện mà bệnh nhân hay băn khoăn là uống cho tới khi nào, thì đối với cái cậu này bệnh nhân trẻ như vậy thì chúng ta nên dùng cái chữ là uống theo tiêu chuẩn là cho tới khi HbA1c âm à, chắc chắn là phải điều trị nhiều năm nhưng vẫn có hy vọng là đạt tới đích từng nếu bệnh nhân tuân thủ điều trị. Và chúng ta đặc biệt đối với những bệnh nhân trẻ như thế này thì đừng bao giờ mình nói chữ điều trị suốt đời ha. Điều trị suốt đời là bệnh nhân nản lòng, là bệnh nhân bỏ trị luôn, mà thật sự ngay cả già trẻ gì cũng không bao giờ mình nói bệnh nhân điều trị suốt đời cả, bởi vì cái câu đó làm cho người ta rất là nản và người ta sẽ bỏ trị đó. Tóm lại thì trong cái buổi ngày hôm nay rất nhiều thứ, nhưng mà mình mong là cái đồng nghiệp mình để ý những cái nội dung quan trọng này, tức là chúng ta đối với CVB thì chúng ta nên tầm soát, chủ động tầm soát cho cộng đồng, và đã tầm soát thì chúng ta sử dụng bộ ba là HBR, anti-HBS và anti-HBC luôn. Rồi cái người mà đã xác định là nhiễm CVB đó thì chúng ta biết là nó diễn mãn tính á, nó diễn tiến qua nhiều giai đoạn và chúng ta cần phải chẩn đoán cho đúng để mà xử trí cho thích hợp từng cái giai đoạn bệnh. Và bệnh nhân viêm gan B cấp thì cân nhắc điều trị trong một số những cái trường hợp cần thiết, và mình nhấn mạnh với đồng nghiệp là chúng ta có quyền đánh lầm còn hơn bỏ sót. Nếu mà chúng ta không có bằng chứng chắc chắn là người ta HBR âm tính mà chúng ta chỉ dựa vào HBR dương tính, IgM anti HBC dương tính để chẩn đoán viêm gan B cấp, mà chúng ta thấy là cái tình trạng bệnh nhân có thể diễn tiến không có được đẹp mắt như cái ví dụ minh họa đó. Ví dụ minh họa là quý vị thấy là men gan nó xuống quá trời đẹp, tất cả mọi thứ nó diễn tiến như vậy thì có thể chúng ta cứ theo quy trình như vậy, nhưng mà nếu đồng nghiệp theo dõi mà thấy xu hướng là men gan nó tăng dữ dội kéo dài, và cái xu hướng mà cái tỷ lệ thrombin nó vậy nó hơi xấu đi, mặc dù nó chưa tới nỗi là INR nó lớn hơn 1,5 nhưng mà mình đã thấy cái xu hướng nó xấu đi, thì chúng ta có quyền lật lại vấn đề, chúng ta nói là viêm gan B mạc bùng phát để chúng ta điều trị ngay cho bệnh nhân, chứ đừng đừng có máy móc mà chờ đủ nhiều đó tiêu chuẩn thì thôi là thôi rồi cứu không kịp nha. Rồi và hiện giờ thì chúng ta vẫn vướng vào vấn đề là bảo hiểm y tế, cho nên là nếu mà bệnh nhân muốn được hưởng những chi trả theo bảo hiểm thì buộc lòng quý đồng nghiệp phải tuân thủ cái việc chẩn đoán điều trị theo đúng y như cái phác đồ của Bộ Y tế, và cái mới nhất là 2019 chưa có cái nào mới hơn đó. Còn những cái trường hợp mà chúng ta có thể xem xét điều trị tích cực á, theo tiêu chuẩn của WHO thì đó là những trường hợp cụ thể và thường là quý đồng nghiệp phải tư vấn rõ cho bệnh nhân. Thì thật ra nếu bệnh nhân không xài bảo hiểm y tế, bệnh nhân chủ động được cái chuyện chi trả bằng dịch vụ cho mình á, thì vẫn nên cái xu hướng là vẫn nên là điều trị tích cực, chứ chúng ta đừng có quá máy móc, nhất là cái tải lượng siêu vi cũng đừng có quá máy móc mà phải chờ nó trên 20.000 IU khi người ta đã trên 20 tuổi, trên 30 tuổi rồi, thì cái đó thì tùy ha, quý vị phải cân nhắc rõ. Và khi mà mình sử dụng theo WHO 24 thì chúng ta cũng phải tư vấn rõ ràng cho bệnh nhân. Và lần này thì mình luôn luôn cắt những cái văn bản gắn sẵn cho quý đồng nghiệp để mình có thể đối chiếu tham khảo khi cần ha, tránh những cái trường hợp mà giống như cái bạn đồng nghiệp kia là bị sếp quay một cái cũng hơi hoảng loạn tí. Còn nếu mà chúng ta đã chắc chắn chữ nghĩa văn bản nó nằm chỗ đó thì chúng ta sẽ tự hơn khi mà chúng ta xử trí. Như vậy thì đối với CVB qua buổi này thì chúng ta còn những vấn đề vướng mắc gì chưa giải quyết được? Có và tại sao phải ức chế, mình phải uống thuốc ức chế CVB hoài mặc dù CVB dưới ngưỡng đúng không? Tự chúng ta có trả lời được câu này thì chúng ta mới mới tự tin mà chúng ta thuyết phục bệnh nhân. Rồi khi mà ngưng trị đúng tiêu chuẩn rồi mà cũng vẫn phải theo dõi tái phát, tại sao vậy ha? Mình phải đủ tự tin để mình thuyết phục bệnh nhân. Và có rất là nhiều những cái xét nghiệm mới trong mà chưa có được trình bày trong ngày hôm nay. Ví dụ như cái định lượng CVB và cái HBC rồi thì thực tế ra cái vai trò của nó như thế nào thì chúng ta sẽ chia sẻ. Và còn còn một đối tượng nữa nãy giờ chưa chưa đã động tới là nếu chưa chữa cho người ta ha, thì mình phải theo dõi như thế nào.
Rồi những người mà không có đơn giản là chỉ có một chuyện CVB mà có những vấn đề bệnh lý kèm theo thì chúng ta điều trị chúng ta phải lưu ý như thế nào. Và cái điểm cuối cùng và là vấn đề phòng ngừa lây nhiễm từ mẹ qua con để ngăn chặn không có một cái đứa bé nào mà nó bị mẹ nó lây để nó phải mang lê thê suốt cả cuộc đời. Thì tất cả mọi chuyện chúng ta sẽ tiếp tục trong lần sau. Đây, đó là bài trình bày của mình đến đây là hết. Có lẽ là quý vị cũng rất là mệt mỏi khi ngồi mà bị tra tấn liên tục trong gần hơn 2 tiếng đồng hồ. Thì quý vị nào mà có mệt mỏi buồn ngủ quá thì cũng không sao, tại vì cái tất cả những cái này sẽ được cô Lộc của lưu lại và sẽ gửi cho quý đồng nghiệp thì mình có thể mở ra xem lại. Dạ Dạ, thưa em cảm ơn cô, cô. dạ Dạ, mời bác Khanh ạ. Mời bác Khanh. dạ Dạ. dạ dạ thưa cô, thì qua cái buổi học đầu tiên thì thấy anh em học cũng khá là đông, 300 mấy chục người. Dạ tới giờ này cũng theo dõi và cũng thay mặt cho bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng như của tất cả anh em học hôm nay, cảm ơn cô Thí Hà rất nhiều. Dạ bài giảng rất là hay. Dạ rồi, bọn em cũng tiếp thu được. Dạ cũng nhớ lại những bài xưa học bỏ lâu rồi, nhớ lại. Dạ nếu mà giờ cho bắt một nguyên nhân điều trị thì chắc cũng cho xét nghiệm tùm lum hết trơn á. Dạ tại vì Không cũng bỏ sao lâu đâu, rồi. từ từ. Dạ chừng chừng Mình là mỗi, chừng trường nói hợp chung các là bác sĩ mỗi đã chuyên người khoa. làm cái Dạ gì, cảm nói ơn chung cô. mình quen ở chuyện gì thì mình làm quen chuyện đó thôi. Mình nói là chia sẻ thì ví dụ như mình vẫn phải học hỏi nhiều ở những đồng nghiệp, những chuyên khoa khác đó, thành ra là chia sẻ và mình cố gắng làm sao cho nó đơn giản nhất để quý đồng nghiệp có thể tiện tra cứu bất cứ lúc nào, ví dụ mình đụng chuyện là mình mở ra mình biết nó nằm ở chỗ đó, và để mình thực hành cho đúng thôi. Rồi. Dạ, với cái nữa thêm ý này nữa cô, thì em thấy hiện nay không có phải riêng gì một số chuyên khoa khác, mà chuyên khoa nhất là cái viêm liên quan tới các bệnh lý về truyền nhiễm, bệnh lý về viêm gan thì nó cho rất là nhiều tình huống lúc âm lúc dương lúc này kia. Thật thật ra là có những cái anh em làm lâu thì mới nhớ được, và như nó quen tay rồi chỉ định rồi trường hợp nào lý luận như cô nãy giờ nói. Em nghĩ rằng thầy buổi công nghệ 4.0 rồi nên cũng đưa vô những cái này vô ứng dụng công nghệ thông tin, nên mình cho xét nghiệm vậy thì trong trường hợp nào thì cho thêm như thế nào vân vân này kia, nó cũng gợi ý cho mình, nó gợi ý cho mình để mình có cái định hướng cho nó tốt hơn. Chứ giờ nhớ thực sự đó thì nhiều bác sĩ không phải có riêng bài này, nhiều nhiều chuyên môn lắm Đúng thì rồi. nó rất là vất vả. Thì em nghĩ là cũng là một bước tiến, sau này có gì bên đây Đó là có công nghệ biết thêm nữa. AI. Lúc đó Dạ AI sẽ mình dùng bỏ dữ liệu dạ vô AI tính ra dạ thì mình. có khi nào mà có viết phần mềm đó thì cũng liên quan tới một số cái chuyên đề liên quan của cô đó, có thể mời cô giúp giùm bọn em. Dạ thì đó là Dạ, cái. mình cũng nói chung là mình là cũng dởm, thuộc thế hệ già dởm sinh học lắm mà, thì nói chung là làm được tới đâu thì mình rất là sẵn lòng. Dạ cô ơi, À, ví dụ dạ như bác sĩ một, Nga không à? dạ Nguyệt cô, Nguyệt, Nguyệt à. dạ cô ơi, em thấy á, ví dụ như mà bệnh nhân viêm gan cấp sau đó mà HB RAG âm tính rồi á, thì mình cho khuyến khích là bệnh nhân tiêm phòng. Vậy thì cái trường hợp mà cái anti-HBC mà dương á cô, mình lại không khuyến cáo tiêm phòng, em vẫn chưa hiểu cái chỗ đó lắm. Thì đó, tại vì á, cái tình huống nếu mà bạn bạn test một người ra chỉ có anti-HBC dương đơn thuần thì nó có bốn tình huống lúc nãy mình nói đó. Thì nếu người đó may mắn rơi vô tình huống đầu tiên, tức là viêm gan B cấp mà chưa tạo kháng thể hoặc là phai nhạt kháng thể, thì bạn chích vô nó vẫn có hiệu quả cho người ta, nó kích lên. Còn nếu mà rơi xuống tình huống B và tình huống C, tức là bị nhiễm cái thể đột biến hoặc là do mà nó tồn tại thể ẩn, thì cái đó mình chích vô dụng thôi. Đó, còn bệnh nhân mình mới mình đã theo dõi viêm gan B thì chắc chắn là B cấp, nó thải mắt mình thấy rõ ràng mà, thì như vậy nó rơi vô tình huống A, nó rơi tình huống A thì mình có thể chích được. Dạ Bạn cảm về ơn chút cô. nữa bạn về coi lại cái phần mình biện luận đó, tức là trong cái tình huống mà HBA âm, anti HBAS âm, chỉ có anti HBC dương thôi đó, thì nó Dạ. rơi vào 4 tình huống. Thì trong cái tình huống thứ nhất là viêm gan siêu vi B cấp hồi phục mà chưa có kháng thể hoặc phai nhạt kháng thể, thì tình huống đó là bạn có quyền chích và có thể bạn kích người ta lên tạo lên được kháng thể đó. Còn cái Dạ. tình huống B là cái tình huống mà nó là nhiễm mạng, nó thải trừ hoặc là nó vẫn còn mang thể ẩn đó, hoặc là nó bị đột biến, thì những trường hợp đó là bản thân nó là còn kháng nguyên trong đó và cái cơ thể nó sẽ không đáp ứng miễn dịch đâu, bạn chích vô dụng tốn tiền vô ích thôi.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Và đọc đọc kỹ lại cái phần biện luận á, cái phần mà chỉ duy nhất một cái anti HBC dương tính có 4 trường hợp á. Còn cái Dạ. trường hợp bé đó thì cái chuyện em nói ra cho biết thôi, chứ bạn nào làm nghiên cứu mới đụng chuyện đó, chứ bình thường mình đâu có đạn đạn nít ra thử bao giờ đâu mà có. Cái tình huống đó thì nói cho nó đủ chuyện thôi. Dạ, hiện Dạ, tại cảm mình ơn còn cô. khoảng 4 phút nữa là thì có thể các anh chị cũng có thắc mắc thì mình sẽ trao đổi thêm. Còn lại ở trong cái bảng câu hỏi đó, cô có khoảng hơn 15 cái câu hỏi rồi. Thì bên Chắc chắn bên chị là em sẽ sẽ tổng hợp các cái câu hỏi này lại cộng với những cái câu hỏi khác gửi về email á, thì sẽ gửi đến cô để trả lời và gửi các anh chị sau. À, hồi nãy có thấy các bác bác sĩ Công có bác sĩ Lý Quốc Công cũng có giơ tay á, không biết bác còn có muốn trao đổi thêm không ạ? Hoặc là các anh chị nào mà được mở mic rồi á, thì mình có thể tương tác trực tiếp với cô luôn ạ. Tương tác chứng tỏ là còn nghe chưa ngủ. Thật ra thì mấy đồng nghiệp mình đi làm tới giờ này thì chắc là mệt mỏi lắm rồi đó, theo dõi được tới giờ này cũng tốt, mà thậm chí mình nói không theo dõi nổi mà cứ để cho nó trôi vậy cũng được, rồi lúc nào rảnh thì mở ra nghe lại sau cũng được. Nói chung là trên tinh thần là làm sao mà quý đồng nghiệp mình có thể tiếp cận được một cách sao thuận tiện nhất, và chắc chắn là 100% ai đăng ký CME là cũng đạt hết luôn, tại vì cái link post test là sẽ mở tí xíu cuối giờ, là Lộc sẽ bắt đầu mở cái link số 1 cho cái bài test ngày hôm nay, thì mỗi buổi mình sẽ có một bài test và mình sẽ mở cho tới cái buổi cuối cùng, tại vì cuối cùng có công bố đáp án, về nguyên tắc là công bố đáp án thì phải đóng link rồi mới công bố đáp án. Dạ em Dạ thấy mời các bác bác. Huy, em thấy bác Huy có mở mic rồi ạ. Em mời bác Huy Dạ ạ. alo, Dạ, mời dạ mời sư dạ ông Giang, dạ huynh thưa thưa cô, em xin hỏi một trường hợp giống như bác sĩ Nguyệt hồi nãy có hỏi đó. Dạ. Tức là bây giờ giả sử như mình bị viêm gan siêu vi B cấp, thì khi Dạ. mà mình đã bị nhiễm con B rồi đó, thì nó tự Dạ. động nó sẽ chạy vào trong nhân của tế bào và nó Dạ. thành một cái cccc DNA. Dạ. Thì như vậy đó thì mình chích ngừa nó có lợi gì hay không, hay là mình chích ngừa thì nó vẫn còn tồn tại cái cccc DNA nó nằm ở trong nhân, rồi đến một ngày nào đó thí dụ như cái cccc DNA này nó có đủ cái điều kiện thì nó lại phát triển, thì do đó cái chích ngừa của mình ở đây đó nó sẽ mang cái ý nghĩa gì? Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ Dạ. hai là em có một cái trường hợp, tức là mẹ nó thì không có chuyện gì hết, nhưng mà đến năm em bé được gần 3 tuổi thì nó phẫu thuật. Xui Dạ. xui rủi là cách đây khoảng gần 30 năm. Dạ. Thì sau này nó tình cờ đi khám thì phát hiện ra HBsAg dương tính. Dạ. Tình cờ Cháu thôi phát bé hiện. là cháu bé đó. Dạ, cháu bé đó, tức là lúc mà Dạ. khoảng gần 3 tuổi, thì hỏi Dạ. mãi đó thì mới phát hiện được là nó bị mổ một cái nhọt gì đó ở chân, và Dạ. ở cái đơn vị mổ đó, đó người ta có Dạ. truyền cho nó máu, Dạ. à thì chỉ phát hiện được cái đó thôi, còn mẹ cháu thì bình thường hết, bố cháu cũng không có gì hết, nhưng mà đến lúc Dạ. này thì là nó đã là khoảng gần 40 tuổi thì tình cờ Dạ. phát hiện ra HBsAg dương tính đó. Dạ. Thì cái trường hợp như vậy mình có xem xét là nó bị nhiễm theo cái chiều dọc như của mẹ không, hay là mình sắp xếp nó vào cái trường hợp là bị nhiễm cho của những cái người người trưởng thành, người lớn tuổi, tức là bị Dạ. nhiễm do truyền máu. Dạ, em Dạ. có ai câu hỏi xin cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Huy. Là anh Huy luôn luôn hỏi toàn những câu là rất là sâu sắc, nghe nhức đầu rồi đó. À, cái thứ nhất đó Huy, thì thật ra đó, tức là cái nghiên cứu về về siêu vi B mà cái dạng cấp á, thì thật ra là người ta cũng nói chung chung thôi chứ người ta cũng không có phân biệt rõ ràng. Nhưng một điều mình biết chắc chắn đó là anh Huy, tức là coi như cái anti HBC á, một khi nó dương á, là nó gần như song hành với DNA CCC là còn nhá. Thành ra một người cho dù có anti HBS dương tính, cho dù có anti HBS dương tính nhưng mà anti HBC dương tính, có nghĩa là bệnh xong rồi tạo kháng thể đó anh Huy, thì cái người này khi mà sử dụng thuốc ức chế miễn dịch á, nó vẫn bị bùng phát như thường, chứ không phải là có anti HBS là dùng thuốc ức chế miễn dịch nó không bị bùng phát đâu. Và như vậy có nghĩa là nếu người ta mà bị viêm gan siêu vi B xong, người ta không có tạo được anti HBS, mình cho người ta chích ngừa thì để chắc chắn là người ta không bị gọi là được bảo vệ tích cực, để người ta không bị dính con siêu vi B
nhiều khi nó hai sắp tiếp khác nhau này nọ thì cũng có thể dính con này rồi dính thêm một con nữa chẳng hạn, vậy thì có thể là như vậy thôi, chứ còn không có nghĩa là bảo vệ người ta không có DNA-CCC. Thành ra là cái chuyện mà bệnh nhân đã viêm gan B cấp không tạo kháng thể, chúng ta cho bệnh nhân chích thì cái chuyện đó là nói chung là để cho yên lòng cả bệnh nhân lẫn bác sĩ là chính, thật sự là mình như vậy. Tại vì người ta không tạo được kháng thể thì người ta băn khoăn là tao tôi không tạo được kháng thể, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng nếu một người trưởng thành giả sử họ không tạo được kháng thể đi, thật sự không tạo được kháng thể, họ có bị dính con siêu vi thì họ cũng 90% họ cũng lại tự xử tiếp, nó không có vấn đề gì cả, nó không có vấn đề gì trầm trọng cả, nhưng mà tạo được muốn chích để tạo được kháng thể để cho yên tâm hơn thôi. Nhưng người đó về sau nếu chẳng may sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, cho dù ngời ngời còn anti HBs dương tính cả mấy chục cả 100 gì đó, miễn là người đó có anti HBs dương, có nghĩa là đã bệnh rồi, anti HBs là nhờ chích ngừa hay là tự nhiên gì đó mình không quan tâm, nhưng mà mới có anti HBs thì là vẫn có phải điều trị dự phòng khi sử dụng thuốc ức chế miễn dịch nha. Thành ra cái chuyện chắc chắn là luôn luôn phải cẩn thận. Rồi chuyện thứ hai, anh nói cái trường hợp đó thì thật ra nếu mà mình nói lay thì nó phải là lay ngang rồi, chứ là đâu có phải là dọc từ má nó xuống, nhưng mà nó ngang nhưng mà nó nói là chuyện xui xui rủi thì đó, thì mình sẽ áp dụng cái sơ đồ của WHO mà mình mới trình bày đó thôi, tức là ngang dọc gì người ta không phân biệt ngang dọc mà người ta tính theo cái lứa tuổi bị nhiễm, người ta cho mình một cái sơ đồ đó, cái đứa bé đó nó khoảng 3 năm thì anh chặt vô ở khoảng 3 năm thì nó chiếm một cái tỷ lệ và bao nhiêu phần trăm đó, thì cái người này nó đã rủi ro nó rơi vô cái tỷ lệ là bị nhiễm, ví dụ vậy. Đương nhiên ngay sơ sinh là tới 90%, nhưng mà 3 tuổi thì nó rớt xuống còn chẳng hạn 40-50% chẳng hạn vậy, năm ăn năm thua, thì cái người này bị rủi ro là bị rơi vô cái dạng mãn tính. Và nếu mà anh Huy theo dõi mà thấy rõ ràng là sự CVB vẫn tồn tại trên 6 tháng thì là anh vẫn kết luận là tình trạng nhiễm mãn tính. Mình nói là anh phải cẩn thận nha, tại vì cái người này là đã là người trưởng thành nha, thành ra người ta có thể người ta có những cái hành vi nguy cơ khi người ta trưởng thành, chứ không phải tội là người ta truyền máu lúc 3 tuổi đâu, biết đâu. Thành ra là anh phải theo dõi người này trong vòng 6 tháng mà chắc chắn người này vẫn còn HBs dương tính á, thì mới nghĩ là chẩn đoán là mãn tính, và mãn tính mà suy ra hồi nhỏ bị nhiễm, còn biết đâu là anh này mới có quan hệ gì đó mới dính vô thì sao, phải cẩn thận. À, cảm ơn cô.